Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2051, ta ghét nhất có người trang bức với ta, một. Lão giả hơn 60 tuổi, râu tóc hoa râm, hai hàng lông mày giống như mũi tên, mang theo khí tức sát phạt nồng đậm, xem xét liền biết kinh nghiệm xa trường, một thân tu vi cường đại, dĩ nhiên đạt đến thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh sơ kỳ. Là một trong tế bác song hùng lạc địa hùng đạo khấu. Thấy rõ bộ dáng, gã sai vặt ở một bên sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng truyền âm tới. Vị lạc địa hùng này, ở tế bắc là tồn tại rất nổi danh, có thể nói một phương bá chủ, thực lực mạnh mẽ không nói, mấu chốt nhất là, làm chuyện gì cũng không chú ý quy củ, bá đạo kiêu ngạo, tùy ý làm bậy. Tế bắc là một địa danh của Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc, chiếm diện tích cực lớn, thậm chí lớn hơn toàn bộ quốc thổ của Hồng Viễn Nhất Đẳng Đế Quốc, có thể ở nơi đây trở thành một phương bá chủ, đủ thấy đáng sợ. Không giảng cứu quy củ thì như thế nào? Hứa phó hội trưởng đã tiếp linh thạch của ta, chẳng lẽ còn sẽ đổi ý? Trương Huyền lắc đầu, cũng không thèm để ý. Vô luận chuyện gì, đều có thứ tự đến trước và sau, đây là quy củ, coi như đối phương là cường giả nguyên thần cảnh, ở địa phương có danh sư đường cũng không có khả năng bỏ qua những thứ này. Ta không phải ý tứ này, ta nghe qua, trước kia hắn từng có ghi chép cắt ngang người khác mở linh tính, vạn nhất tranh chấp, tốt nhất cẩn thận một ít, người này mang thù, có thù tất báo. Gã sai vặt lời còn chưa dứt, chỉ thấy hứa phó hội trưởng lắc đầu. Hôm nay ta hoàn toàn chính xác chỉ mở linh tính hai người, nhưng vị công tử này đã sớm đi vào, hơn nữa nộp phí tổn. Vì vậy các ngươi chỉ có thể xếp hàng chờ. Thân là Khải Linh Sư Công Hội phó hội trưởng, tự nhiên cũng phải tuân thủ quy củ. Huống chi vị trước mắt này còn là danh sư. Tới trước chúng ta, cái này đơn giản. Đạo khấu cười cười, đi vào trước mặt Trương Huyền. Trong giọng nói mang theo áp bách cùng lực lượng không dung phản bác. Vị tiểu hữu này, nhường danh ngạch của ngươi cho ta, vừa rồi ngươi hẳn là bỏ ra 100 linh thạch thượng phẩm, hiện tại cho ngươi 200, coi như là đền bù tổn thất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong cổ tay khẽ đảo, trước mắt nhiều ra một đống linh thạch thượng phẩm, vừa đủ 200 viên. Vừa ra tay liền tăng lên gấp đôi, coi như là giá tiền cực cao. Nói xong, ngẩng đầu lên, hai tay chắp sau lưng, đạo khấu đang cảm thấy đối phương sẽ cầm lấy linh thạch, xoay người rời đi, dù sao một thánh vực nhất trọng, không có khả năng vì một danh ngạch mà đắc tội mình, nhưng chứng kiến thanh niên giống như không nghe thấy lời của hắn, nhìn về phía hứa phó hội trưởng. Ngươi nói để nó khôi phục có chút khó khăn, không biết có khó khăn gì, có cần ta hỗ trợ hay không? Lão sư ta đang nói chuyện với ngươi, không nghe thấy sao? Thấy gia hỏa này bỏ qua lão sư. Trên mặt trung niên nhân không vui, tiến lên một bước, nhướng mày hét lớn. Nếu cảm thấy ta đối với mở linh tính hiểu rõ không nhiều lắm, hiện tại có thể đi học. Dường như không nghe thấy lời của hắn, Trương Huyền tiếp tục nói. Học, hứa phó hội trưởng lắc đầu. Tuy Khải Linh Sư không phải chức nghiệp đặc thù, nhưng không phải một thoáng mà thành tựu, hiện tại học nhất định là không kịp, để cho ý thức ngủ say thanh tỉnh, liên lụy đặc thù của linh tính. Cực kỳ phiền toái, ta cũng không dám cam đoan có thể thành công. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Cái kia, không thành công, có nguy hại gì hay không? Không thành công thật cũng không có gì, chỉ sợ không thành công, ngược lại làm hại linh tính lúc trước triệt tiêu, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhiều nhất không thành công mà thôi, đối với linh tính vốn có của binh khí, không có nguy hiểm gì. Hứa phó hội trưởng cười cười. Vậy làm phiền hứa phó hội trưởng thử một chút. Đại ân chắc chắn báo đáp. Trương Huyền khom người. Chỉ cần có thể cứu tỉnh Kim Nguyên Đỉnh, trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Không cần khách khí, có thể thành công hay không, ta cũng không dám chắc, chỉ có thể nói toàn lực xuất thủ. Hứa phó hội trưởng gật đầu. Thân là danh sư, lại tiện tay lấy ra binh khí quý trọng như vậy, thân phận làm sao có thể đơn giản. Trong giọng nói của nàng không có chậm trễ chút nào. Bất quá, nàng không chậm trễ. Nghe vào trong tai đạo khấu cùng trung niên kia, lại có chút hương vị bỏ qua. Tiểu tử, cùng ngươi nói chuyện, chẳng lẽ không nghe thấy? Không dám nổi giận với mỹ phụ, đi vào trước mặt Trương Huyền, trong ánh mắt trung niên nhân mang theo sát ý trần trụi. Bỏ qua hắn thì thôi, bỏ qua lão sư, quả thực tội không thể thứ cho. Hắn có được thực lực thánh vực tam trọng đỉnh phong, đứng ở trước mặt, tuy còn chưa xuất thủ, nhưng áp lực cường đại làm cho người ta cảm giác nghiền ép. Người trẻ tuổi, thái độ nên khiêm tốn một ít, ta có thể cho ngươi vài lời khuyên. Bỏ qua lực lượng của đối phương, Trương Huyền nhấc mí mắt.
muốn chết. Da mặt trung niên nhân run rẩy, thiếu chút nữa nổ tung. Một tiểu gia hỏa 20 tuổi, xưng hô hắn người trẻ tuổi, một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối. Quả thực để cho hắn phát điên. Ầm ầm, bàn tay khẽ đảo đánh tới. Sắc mặt của Hứa phó hội trưởng trầm xuống, đang muốn xuất thủ ngăn trở, chỉ thấy thanh niên cách đó không xa nhíu mày, đột nhiên nói. Cút, ầm ầm, tiếng như là sấm, tại nguyên chỗ nổ tung. Đăng 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 đăng, như bị trọng kích, công kích của trung niên nhân còn không có rơi xuống trên người đối phương, sắc mặt liền trắng nhợt, liên tục lui về sau 7-8 bước, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù hắn là thánh vực tam trọng đỉnh phong, nhưng Trương Huyền thành công phong thánh, sức chiến đấu có thể nói vô địch dưới nguyên thần cảnh, đối phó loại ngay cả danh sư cũng không phải này, thậm chí không cần xuất thủ, quát lớn một tiếng cũng có thể để cho đối phương tâm thần đại loạn, đạo tâm bất ổn. Chương 2052, ta ghét nhất có người trang bước với ta, 2. Nghiêm Kỳ, thấy học sinh của mình bị quát lớn một tiếng liền trọng thương, sắc mặt đạo khấu trầm xuống, tiến về phía trước một bước. Một đạo chân khí rót vào trong cơ thể đệ tử, giúp hắn ngăn chặn thương thế, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thanh niên cách đó không xa, ánh mắt băng hàn. Kinh Hồng Sư, Ma Âm Sư, vị bằng hữu kia, vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy, có phải có chút quá đáng rồi hay không? Lấy nhãn lực của hắn, lập tức nhìn ra đối phương vừa rồi vận dụng chiêu số gì. Chỉ một chữ đơn giản, trong đó lại ẩn chứa năng lực Ma Âm Sư cùng Kinh Hồng Sư, khó lòng phòng bị. Nếu như ta không đánh trả, chỉ sợ công kích của hắn đã rơi xuống trên người ta nha. Lười để ý đến hắn, Trương Huyền nói. Học cho ta có chút lỗ mãng, bất quá sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đạo khấu cười lạnh. Làm tổn thương đệ tử ta, thân là lão sư, nên vì hắn đòi lại công bằng, cũng không tính không tuân theo quy định, như vậy đi. Ta không lấy lớn hiếp nhỏ, nhường ngươi ba chiêu, trong ba chiêu, có thể chạm được góc áo của ta, không nói hai lời, ta trực tiếp rời đi. Không chạm được, vậy ngượng ngùng, cho ta danh ngạch, lập tức cút ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn được xưng tế Bắc bá chủ, khi nào nếm qua thiệt thòi như thế? Ba chiêu. Trương Huyền nhướng mày. Tốt, ngươi ra tay đi. Đạo khấu nghẹn đến nội thương. Ta nói chính là nhường ngươi ba chiêu. Trương Huyền ngạc nhiên. Ngươi xác định. Xác định. Đạo khấu tràn đầy tự tin. Quát lớn một tiếng. Để cho học sinh của hắn lui về phía sau, bị trọng thương, tuy thoạt nhìn đáng sợ, trên thực tế cũng nhìn ra, đối phương am hiểu chính là linh hồn công kích. Am hiểu linh hồn, nhục thân chân khí tất nhiên yếu, đây là định lý người người đều biết, huống chi còn trẻ như vậy, có thể mạnh như thế nào. Bởi vậy, cố ý đưa ra tỉ thí ba chiêu đụng phải góc áo của hắn. Nếu như là ở Tế Bắc, tất cả mọi người sẽ biết, đây là cố ý hố người, hắn am hiểu nhất chính là tốc độ. Ở lĩnh vực am hiểu cùng một tiểu gia hỏa chỉ có thánh vực nhất trọng tỉ thí. Có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu, lấy lớn hiếp nhỏ. Được rồi. Không để ý tới tự tin của hắn, Trương Huyền nhẹ gật đầu, lời còn chưa dứt, bóng người đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đạo khấu, tốc độ nhanh như tia chớp. Tuy chịu không nổi hành giả vô cương thiếu sót quá nhiều, không có tu luyện, nhưng ở hơn một tháng qua cũng không có nhàn rỗi, để cho thiên đạo thân pháp cùng bộ phận chính xác tiến hành dung hợp. Khiến cho tốc độ tăng một mảng lớn, lúc này vận chuyển lên, coi như là không đuổi kịp Thuấn Di, nhưng trong cự ly ngắn cũng cực kỳ kinh khủng. Từ bắt đầu hành động, đến xuất hiện ở trước mặt đối phương, ngay cả một phần 10 cái hô hấp cũng không có. Phần phật, người xuất hiện ở trước mặt, nắm đấm cũng duỗi ra. Ngươi, không nghĩ tới còn không có chuẩn bị tốt, đối phương liền lao đến, hơn nữa nhanh như vậy, đạo khấu sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, đang muốn đánh trả. Liền phát hiện nắm đấm của thanh niên còn nhanh hơn thân ảnh, như đột phá thời gian hạn chế. Ngực tê dần, kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài. Bành! Đâm vào trên vách tường, bại liệt xuống, giống như bãi bùn nhão, trước mắt tối đen, ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Một trong tế Bắc song hùng lạc địa hùng đạo khấu, am hiểu tốc độ, thi triển ra thân pháp lạc địa phồn hoa, giống như quỷ mị, tìm không thấy chân thân, tốt nhất không nên đáp ứng. Song phương giao thủ nói phức tạp, trên thực tế còn chưa tới một cái hô hấp, gã sai vặt cùng Trương Huyền vào, nghe được vị thiếu gia này lại có thể đáp ứng lời của đối phương, tràn đầy sốt ruột truyền âm, nói còn chưa dứt lời, liền thấy đạo khấu nằm trên mặt đất, kinh ngạc tại nguyên chỗ, cảm thấy sắp điên rồi. Vị trước mắt này so với hắn cũng lớn hơn không bao nhiêu, vốn tưởng rằng thực lực bình thường, nằm mơ cũng không nghĩ đến,
một tiếng quát lớn lại để cho một vị thai anh cảnh trọng thương, một quyền giải quyết xong một vị nguyên thần cảnh. Lạc địa hùng đạo khấu, nguyên nhân bộ thân pháp lạc địa phồn hoa này mà ra tên, coi như là nguyên thần cảnh đỉnh phong, muốn đuổi cũng khó khăn, kết quả. Ở trước mặt đối phương thân pháp còn không kịp thi triển, đã bị đánh choáng váng. Gã sai vặt nuốt nước bọt, thân thể cứng ngắc. May mắn bởi vì hắn thực lực yếu, không có đi suy nghĩ nhiều sự tình thánh khí trung phẩm, xem ra thật muốn suy nghĩ. Đoán chừng hiện tại chết hẳn là hắn a. Lão sư, lúc này trung niên nhân cũng từ trong ngu si kịp phản ứng, vội vàng tiến lên cứu người. Nhìn thoáng qua, đạo khấu đã hôn mê, Trương Huyền nhếch miệng. Ba chiêu. Một chiêu liền cho ngươi chết luôn, chút thực lực ấy cũng giả bộ lão sói vẫy đuôi. Nói giống như đúng rồi vậy. Chán ghét nhất là loại trang bức không có hàm lượng này. Mất mặt a, mất mặt. Nói thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần đối phương câu thông nguyên thần, thi triển ra toàn lực, còn thắng không được. Nhưng nhường ba chiêu, chính là muốn chết. Chiêu số của hắn, há là tùy tiện có thể nhường sao? Đừng nói một nguyên thần cảnh sơ kỳ, lúc trước xuất khiếu cảnh sơ kỳ Thiên Diệp Vương, cũng không dám nói nhường hắn, kết quả như trước bị chơi đùa chết. Tuy lực chiến đấu của hắn ở dưới nguyên thần cảnh, nhưng thủ đoạn quá nhiều, cạo chết cường giả nguyên thần cảnh lại cực kỳ nhẹ nhõm. Thở dài một tiếng, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, nhìn về phương xa, ánh mắt phiêu hốt, cô độc cầu bại. Ta ghét nhất người khác trang bước với ta, người còn nhất định muốn lên, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Chương 2053, Khảo Hạch Khải Linh Sư 1. Nói thật, hắn không có đi tìm Ngô Sư, không có đi tìm Hàn Hội Trưởng, không có đi tìm Chiến Sư Đường, đã rất ít xuất hiện, gia hỏa này còn đưa mặt qua chờ đánh. Thật khiến người ta buồn cười. Được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, Trương Huyền ta chính là đạo đức tốt như vậy. Không để ý tới gia hỏa kia nữa, lần nữa nhìn về phía Hứa Phó Hội Trưởng cách đó không xa. Thấy hắn nhìn tới, lông mi của Mỹ Phụ nhảy dựng. Sở dĩ trong lời nói thiên hướng vị trước mắt này, thứ nhất, là vì đối phương là danh sư, thứ hai, có cái thứ tự đến trước và sau. Vốn nghĩ đạo khấu thật muốn xuất thủ, liền lên tiếng quát tháo, nằm mơ cũng không nghĩ đến, còn chưa có mở miệng. Chiến đấu liền kết thúc. Hơn nữa còn là nghiền ép, không có chút lo lắng nào. Thánh vực nhất trọng đỉnh phong, một quyền đánh cường giả tứ trọng hôn mê. Cái quái thai này đến cùng từ đâu xuất hiện a? Chẳng lẽ là cường giả Chiến Sư Đường? Người Chiến Sư Đường luôn bế quan tu luyện, không muốn đi ra, cực ít tiếp xúc người ngoài, tuy cùng tồn tại ở Thanh Nguyên Thành, lại chưa từng thấy qua mấy vị. Bởi vậy coi như là nàng cũng biết rất ít, vị trước mắt này Thánh vực nhất trọng liền nhẹ nhõm đánh bại cường giả nguyên thần cảnh, chỉ sợ đúng là một thành viên trong đó, hơn nữa địa vị không thấp. Khó trách có thể tiện tay lấy ra thánh khí cấp bậc như thế. Lúc trước còn tưởng rằng, đối phương là dựa vào danh sư đường bảo hộ mới có thể bình yên không lo, hiện tại xem ra, chỉ bằng vào thực lực của mình, cũng không ai dám tùy tiện quấy rầy. Vị công tử này, nên cẩn thận một ít cho thỏa đáng, sở dĩ tế bắc song hùng danh khí lớn, lạc địa hùng đạo khấu không coi vào đâu. Chủ yếu là ca ca hắn, Kình Thiên Hùng Tàng Nhu. Nghe nói đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa thủ đoạn vô số, rất khó đối phó. Mặc dù biết đối phương không đơn giản, nhưng suy nghĩ một chút, còn truyền âm nhắc nhở. Chỉ bằng vào một nguyên thần cảnh sơ kỳ, tự nhiên không có khả năng đạt được tên tuổi bá chủ Tế Bắc, trong hai người, lợi hại chính là ca ca của đối phương, Kình Thiên Hùng Tàng Nhu. Một thân tu vi sâu không lường được, coi như là nàng đụng phải. Cũng chỉ có thể trốn. Dù sao, Khải Linh Sư chỉ là chức nghiệp phụ trợ, đối với chiến đấu mà nói, không quá am hiểu. Đa tạ hội trưởng nhắc nhở. Biết rõ đối phương có hảo ý, Trương Huyền mỉm cười, cũng không thèm để ý, hỏi tiếp. Ngươi nhìn, lúc nào thuận tiện, có thể giúp linh trí của binh khí thức tỉnh. Hiện tại liền bắt đầu đi. Không có quá nhiều dừng lại, Hứa Phó hội trưởng nhẹ gật đầu. Dọc theo kim nguyên đỉnh vòng hai vòng. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ô, ô, ân. Một đạo hào quang lập tức bao phủ lô đỉnh. Trương Huyền tràn đầy khẩn trương nhìn qua. Qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ, bàn tay thu lại, Hứa Phó hội trưởng liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Xem ra ta nghĩ còn có chút đơn giản. Lô đỉnh này của ngươi, nhìn không sai hẳn là bị lôi điện công kích, mới lâm vào mê man, lấy thực lực của ta, chỉ sợ còn không cách nào thức tỉnh. Lôi điện đối với linh tính có tác dụng triệt tiêu thật lớn, điểm ấy chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng,
nếu nguyên nhân khác lâm vào ngủ say, ta phí nhiều chút lực lượng còn có thể làm được, nhưng cái này. Hứa phó hội trưởng lắc đầu. Vậy, hội trưởng có biết, ai có thể làm thức tỉnh không? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Lôi điện không chỉ xâm nhập linh tính, còn lưu lại ở trong lô đỉnh, muốn triệu hoán linh tính, sẽ phải lướt qua phiến khu vực này. Thật muốn làm được, chỉ sợ cần cường giả xuất khiếu cảnh mới có thể hoàn thành, nguyên thần của xuất khiếu cảnh trải qua lôi điện rèn luyện, không ý kỵ lôi đỉnh chi uy, thanh nguyên đế quốc khải linh sư công hội, không ai có thể làm được. Suy nghĩ một chút, hứa phó hội trưởng nói. Thanh nguyên đế quốc khải linh sư công hội, hội trưởng mạnh nhất cũng chỉ vừa đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, cách xuất khiếu còn có một đoạn rất lớn, đồng dạng không cách nào hoàn thành. Ngươi nói, trong lô đỉnh có lôi đỉnh lưu lại, tu vi không có đạt tới xuất khiếu, nhưng linh hồn không ý kỵ lôi đỉnh, có phải cũng có thể làm thức tỉnh hay không? Nghe ra điều kiện trong lời nói của nàng, Trương Huyền nhăn mày lại. Hẳn là có thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải đạt tới khải linh sư thất tinh. Chỉ là, nào có linh hồn không sợ lôi điện a? Hứa phó hội trưởng cười khổ. Nguyên thần, linh hồn nấp trong cơ thể, tính thuần âm, cực kỳ sợ hãi lôi điện, cho đến trước mắt, nàng còn chưa từng nghe qua ai không có đạt tới xuất khiếu cảnh, nguyên thần, linh hồn có thể không sợ hãi lôi đình. Khải linh sư thất tinh. Dừng lại một chút, Trương Huyền ngẩng đầu. Hứa hội trưởng, không biết muốn quan sát thư tịch của công hội các ngươi, cần điều kiện gì? Nếu như vị trước mắt này không cách nào làm thức tỉnh kim nguyên đỉnh, ngược lại là có thể tự mình thử xem. Đối với lôi đình, người khác sợ hãi, nhưng hắn đã trải qua lôi đình chi hải cùng phong thánh kiếp, linh hồn mượt mà như ý, lôi điện bình thường, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Đọc sách, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đưa ra vấn đề này, hứa phó hội trưởng tràn đầy không hiểu, chần chừ một chút, cuối cùng nói ra. Thư tịch của công hội chúng ta, không giống những chức nghiệp khác. Có đẳng cấp hạn chế, cấp bậc không đến, không cho phép đọc. Mà là giao nạp phí tổn nhất định liền có thể đi xem, thậm chí sao chép, chỉ là không thể mang đi bản gốc mà thôi. Trương Huyền gật đầu. Ta muốn nhìn toàn bộ thư tịch đạt tới thất tinh, không biết cần giao nộp bao nhiêu. Chỉ có thực sự trở thành chức nghiệp đặc thù, có được truyền thừa hoàn mỹ, mới có hạn chế tương đối nghiêm, chức nghiệp bình thường là không có nhiều yêu cầu như vậy. Có thậm chí sẽ cố ý buông ra điều kiện. Dẫn tới càng nhiều người học tập, để cho nó càng thêm lớn mạnh. Nhìn toàn bộ thư tịch, cần giao nộp 5.000 linh thạch thượng phẩm. Tính toán thoáng cái, hứa phó hội trưởng nói. Đây, chương 2054, khảo hạch khải linh sư 2. Bàn tay run lên, trước mắt linh khí lóng lánh, 5.000 viên linh thạch thượng phẩm rơi trên mặt đất. Cái này, hứa phó hội trưởng sững sờ ở tại chỗ. 5.000 linh thạch thượng phẩm, coi như là nàng. Cũng không có khả năng dễ dàng lấy ra như thế, đối phương sảng khoái như vậy, chỉ vì đọc sách. Cũng quá tài đại khí thô a. Còn muốn làm phiền hứa hội trưởng dẫn ta đi tới. 5.000 linh thạch thượng phẩm đối với Trương Huyền bây giờ mà nói, đã không coi vào đâu, có thể bởi vậy học tập một chức nghiệp, thậm chí cứu tỉnh kim nguyên đỉnh, tuyệt đối có giá trị rồi. Được. Thấy vẻ mặt hắn thành thật, không giống như nói giỡn, hứa phó hội trưởng thu hồi linh thạch. Đi theo ta. Thu kim nguyên đỉnh vào giới chỉ, Trương Huyền theo sát phía sau. Ra khỏi phòng, dọc theo hành lang đi một lát, đi vào một gian phòng cực lớn. Đúng là tàng thư khố của Khải Linh Sư. Ở chỗ này, có thể đọc sách, cũng có thể tu luyện, nếu có lĩnh ngộ, trong phòng cũng có khôi lỗi đối ứng, cho người tiến hành mở linh tính, có thể mở ra linh trí đối ứng, liền cho thấy đạt đến đẳng cấp đối ứng. Đứng ở trước cửa, hứa phó hội trưởng đưa qua một lệnh bài, giới thiệu nói. Khải Linh Sư, tuy ở Thanh Nguyên Đế Quốc nổi tiếng, lại không phải chức nghiệp đặc thù, không có nhiều quy củ như vậy, coi như là khảo hạch, cũng cực kỳ đơn giản. Đa tạ. Tiếp nhận lệnh bài, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vào đi, mỗi ngày sang đây xem sách, muốn học chức nghiệp mở linh tính, số lượng cũng không ít, chỉ là có thể có thành tựu vô cùng ít mà thôi. Hứa phó hội trưởng khoát tay áo. Chức nghiệp Khải Linh Sư kiếm tiền như thế, mỗi ngày đều có thể đưa tới không ít người đến đây học tập. Chỉ bất quá, muốn trở thành khải linh sư chính thức, cần linh hồn cường đại, tinh tế tỉ mỉ. Đây là một loại thiên phú, không phải là người nào xem sách cũng có thể học được. Không nói thêm lời, Trương Huyền đẩy cửa đi vào. Tàng thư khố không lớn, chỉ có hơn 10 giá sách, thoạt nhìn hơn 10 vạn quyển sách mà thôi. Trong phòng, quả nhiên có không ít người đang đọc sách, hẳn là giống như hắn, muốn học tập chức nghiệp khải linh sư.
Vì không làm cho người khác chú ý, đi vào trước mặt giá sách, Trương Huyền tiện tay rút ra một quyển, giả bộ nhưng nghiêm túc đọc, ánh mắt lại nhìn sang toàn bộ giá sách. Rầm rầm, ánh mắt đảo qua, vô số thư tịch đi vào thức hải. Không đến 10 phút, thư tịch trong hơn 10 giá sách toàn bộ thu nhập thư viện. Chính xác, ý niệm khẽ động, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng mở ra, nhìn sang. Đúng là thiên đạo công pháp tu luyện Khải Linh Sư Tứ Tinh. Rất nhanh xem một lần, Trương Huyền đối với chức nghiệp này cũng có hiểu rõ càng sâu khắc. Cái gọi là mở linh tính, kỳ thật chính là mượn nhờ lực lượng linh hồn của mình, trợ giúp binh khí hoặc tu luyện giả, thoải mái linh tính cùng linh hồn. Muốn làm như vậy, đầu tiên để linh hồn của mình trở nên không có thuộc tính, như vậy mới có thể không cho thân thể của đối phương bài xích, thành công kích hoạt linh tính hoặc lớn mạnh. Đối với người khác mà nói, cửa thứ nhất hầu như không cách nào làm được, nhưng Trương Huyền bất đồng. Thiên đạo công pháp tu luyện ra được vu hồn, bản thân là không có bất kỳ thuộc tính, nếu không cũng không có khả năng ngụy trang thành bất luận kẻ nào mà không bị phát hiện rồi. Xem hết thư tịch, lực lượng linh hồn trong người vận chuyển một lần, liền học tập xong phương pháp tu luyện Khải Linh Sư Tứ Tinh, ngay cả nửa canh giờ cũng không đến. Thử xem có hiệu quả hay không. Đi vào một bên gian phòng, Trương Huyền quả nhiên thấy góc tường đứng vững một khôi lỗi kỳ quái, mọc ra 8 cánh tay cùng 4 cái đầu, nhìn không ra đẳng cấp, cũng không biết tài liệu gì luyện chế. Chẳng muốn vận dụng minh lý chi nhãn cùng thiên đạo thư viện, tinh thần khẽ động, câu thông linh hồn, một cỗ ý niệm thẳng tắp lan tràn lên, đồng thời bàn tay ở mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Ô, ô, ân. Một đạo hào quang triệt để bao phủ khôi lỗi. Thời gian nháy con mắt, ý niệm của hắn tựa như đi vào một thế giới đen kịt. Chỉ có thể thắp sáng. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Mấy hơi thở sau, khôi lỗi trước mắt đã bị kích hoạt lên linh tính, bắt đầu chuyển động, 8 cánh tay cuồng loạn nhảy múa cùng 4 cái đầu loạn chuyển. Xem ra Khải Linh Sư Tứ Tinh rất đơn giản. Mở to mắt, Trương Huyền cười cười. Còn tưởng rằng chức nghiệp này có bao nhiêu khó, dễ dàng liền kích hoạt linh tính, nói rõ không tính phức tạp. Làm xong những thứ này, nhấc chân đi đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 thư tịch như trước có vài chục dãy, hơn 10 vạn quyển sách, bắt trước làm theo, rất nhanh xem hết, tạo thành thiên đạo công pháp Khải Linh Sư Ngũ Tinh. Học tập xong đi vào góc tường, đồng dạng mở linh tính thành công một khôi lỗi, lần nữa đi lên trên. Hai canh giờ sau, đi tới tầng thứ 4. Nơi đây trưng bày đều là thư tịch thất tinh, thu nhập trong đầu, học tập thiên đạo công pháp, đi tới địa phương chứa đựng khôi lỗi, nhìn thoáng qua, lông mày nhìn không được nhíu một cái. Tầng này không có khôi lỗi. Cây cột này là cái gì? Góc tường tầng này, cũng không có khôi lỗi dùng để mở linh tính, chỉ có một cây cột như một người lớn, từ trên xuống dưới xỏ xuyên qua gian phòng, không biết tài liệu gì làm, cực kỳ trầm trọng. Đoán chừng là binh khí, chỉ cần mở linh tính, coi như thành Khải Linh Sư thất tinh rồi. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, đi vào trước mặt. Chương 2055, Công hội sống 1. Mấy tầng trước? Đều là khôi lỗi 4 đầu 8 cánh tay, mặc dù nơi đây không có, nhưng có cây cột màu đen, hẳn là công hiệu giống nhau. Thử xem sẽ biết. Ngồi ở tại chỗ, bàn tay nhấn mặt đất một cái, một khe hở lập tức bao phủ cây cột, giống như Khải Linh lúc trước, ý niệm của Trương Huyền như lâm vào trong bóng tối. Thắp sáng. Biết rõ thắp sáng hắc ám, tương đương với tiến hành Khải Linh vật phẩm, trong đầu vận chuyển thiên đạo Khải Linh pháp quyết, ngón tay điểm tới. Ô, ô, ân. Một đạo hào quang chiếu rọi lên, khu trừ hắc ám, chỉ bất quá ánh sáng cực kỳ yếu ớt, như ngọn nến trong gió, run run rẩy rẩy, tùy thời sẽ dập tắt. Hả? Nhướng mày. Khôi lỗi lúc trước, chỉ cần vận chuyển thiên đạo Khải Linh pháp quyết, có thể chiếu sáng hết thảy địa phương, mà bây giờ, chỉ chiếu sáng trước mắt, hơn nữa rất dễ dàng triệt tiêu, cũng nói rõ. Linh tính của vật phẩm này, so với trong tưởng tượng còn khó hơn rất nhiều. Không hổ là thất tinh. Quả nhiên độ khó lớn thêm không ít. Biết rõ loại tình huống này, Trương Huyền chẳng những không có cảm thấy uể oải, ngược lại mắt sáng rực lên. Mấy khảo hạch trước, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có, cái này mới tính giống như khảo nghiệm A. Ta cũng muốn nhìn xem, khảo hạch thất tinh khó bao nhiêu. Hôm nay không thắp sáng người ta không đi về. Đã có khiêu chiến, Trương Huyền lập tức tràn đầy hứng thú. Khải Linh sư khác, một ngày 3 lượt. Sau đó cần nghỉ ngơi thật lâu mới có thể tiếp tục, hắn không giống, thiên đạo Khải Linh hầu như không có tác dụng phụ gì, hơn nữa hồn lực vượt xa đồng cấp, một ngày coi như đến mấy mươi lần, cũng sẽ không mệt mỏi.
ngón tay lần điểm về phía trước. Lại một đạo quang mang sáng lên, thoạt nhìn yếu ớt như trước, lại trục xuất hắc ám ra xa hơn chút. Dung hợp, linh hồn cấp tốc vận chuyển, hai ngọn lửa tập trung ở cùng một chỗ, lúc trước riêng phần mình thiêu đốt hỏa diễm, chậm chạp dung hợp. Hai ngọn lửa này, đều là linh tính hắn đốt lên, ẩn chứa ý niệm linh hồn của hắn, dung hợp cũng không khó. Đương nhiên, đây là đối với hắn, thiên đạo khải linh đốt ngọn lửa, thuộc tính hoàn toàn giống nhau, khải linh sư bình thường là không làm được. Thuộc tính bất đồng, không thể dung hợp, nếu không chẳng khác nào trong một vật phẩm xuất hiện hai ý niệm, giống như thánh vực bồ đề thụ lúc trước, một khi tranh đoạt lẫn nhau, gây chuyện không tốt còn sẽ triệt để hủy hoại binh khí. Vù vù, dung hợp chung một chỗ, ngọn lửa tăng cường rất nhiều, chiếu rọi bốn phương, dù vẫn không thể khu trừ toàn bộ hắc ám, nhưng cũng không giống lúc trước, tùy thời có thể diệt vong. Quả nhiên có thể. Linh tính dung hợp, cũng làm hắn tâm huyết dâng trào, đột nhiên nghĩ đến, không nghĩ tới quả nhiên có thể, lúc này nhẹ nhàng cười cười, lần nữa điểm về phía trước. Vù vù. Lại bị đốt hai đạo hỏa diễm, tiếp tục cùng cái trước mắt tiến hành dung hợp. Bốn đóa hỏa diễm dung hợp, ngọn lửa biến thành bó đuốc, hùng hồn hữu lực, hào quang phóng xạ bốn phía, chiếu rọi ít nhất hơn 100 mét. Không gian thật lớn. Mượn nhờ ánh sáng, lúc này Trương Huyền cũng thấy rõ tình huống chung quanh. Lúc trước khôi lỗi, phạm vi ý thức cảm giác được chỉ vài mét, hơn 10 mét, chỉ cần thắp sáng linh tính, có thể bao phủ toàn bộ, mà cái trước mắt này, chiếu rọi hơn 100 mét, lại như trước nhìn không tới đầu cuối. Binh khí này không khỏi quá lớn đi. Binh khí càng lớn, cần linh tính càng cường đại trèo trống, thật giống như kim nguyên đỉnh, tất nhiên cường đại hơn băng vũ kiếm. Đốt bốn lần linh tính, lại tìm không đến biên giới, đủ để nói rõ cây cột này khủng bố tới cực điểm. Không nghĩ tới khảo hạch thất tinh khó như vậy, ta không tin còn không thắp sáng được ngươi. Thấy bó đuốc chiếu rọi không đến đầu cuối, Trương Huyền sinh ra tâm không chịu thua kém. Hắn tu luyện công pháp thiên đạo khải linh, nếu cũng không thông qua khảo hạch, chẳng phải thẹn với thư viện ở trong đầu. Tiếp tục, ngón tay lần nữa điểm nhẹ, linh hồn gia tốc vận chuyển, trước mắt nhiều hơn vài đạo hỏa diễm, liên tục tiêu hao lực lượng, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Tuy hồn lực của hắn cường đại, số lần khải linh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mà liên tục thi triển, đối với hồn phách cũng có tổn thương thật lớn. Vù vù vù, tiếp tục dung hợp linh tính chung một chỗ, bó đuốc biến thành đống lửa, chiếu rọi đến chỗ xa hơn, bất quá, như trước không tìm được đầu cuối. Chiếu không tới đầu cuối, chẳng khác nào không có thành công. Liều mạng, cắn chặt hàm răng, phun ra tinh huyết, ý niệm của Trương Huyền dốc sức liều mạng kiên trì. Liên tục dung hợp 32 đoàn hỏa diễm, đống lửa trước mắt biến thành biển lửa hùng hồn, lại như một thái dương cực nóng, chiếu rọi bốn phía. Oanh long long, không gian đen kịt lắc lư, cuối cùng để cho hắn nhìn rõ toàn bộ tình huống. Địa phương binh khí này dung nạp ý thức, lại chừng vài dặm, khó trách linh tính khó có thể mở ra. Cuối cùng thành công, Trương Huyền cũng cảm thấy thân thể như hư thoát, đồng thời tràn đầy hiếu kỳ. Hắn tu luyện công pháp thiên đạo khải linh, lý giải đối với khải linh sư dĩ nhiên đạt đến thất tinh đỉnh phong, thậm chí bát tinh sơ kỳ, nhưng cam đoan đám người hứa phó hội trưởng, tốc độ khải linh tuyệt đối xa xa không bằng. Dù vậy, cũng thiếu chút nữa mệt chết mới có thể thành công, đây rốt cuộc là cái khảo hạch gì? Không khỏi quá khó khăn đi. Trong một căn phòng rộng lớn của khải linh sư công hội, ba nữ tử ngồi đối diện, đúng là Hứa phó hội trưởng cùng Nguyễn hội trưởng, Trần phó hội trưởng. Hứa Ảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Tề Bắc Song Hùng cũng không phải dễ trêu, tuy thực lực của Lạc Địa Hùng đạo khấu bình thường, nhưng Kình Thiên Hùng Tàng Nhu lại không phải chúng ta có thể đối phó, một khi đến tìm phiền toái, Khải Linh sư công hội chúng ta, chỉ sợ lại phải thiếu nợ danh sư đường nhân tình. Nguyễn hội trưởng nhìn lại. Chương 2056, công hội sống 2. Đạo khấu tới đây giúp đệ tử Khải Linh, trùng kích nguyên thần cảnh, kết quả cái gì cũng không có làm, đã bị đánh sống dở chết dở. Nàng vừa đến liền nghe nói, lúc này mới vội vã gọi Hứa phó hội trưởng cùng Trần phó hội trưởng qua. Tề Bắc Song Hùng, nếu như là người phân rõ phải trái, không có gì đáng sợ, nhưng hai người này có tiếng xấu, hiện tại lại ăn thua thiệt lớn như vậy, vạn nhất gây ra sự tình gì, lấy thực lực của các nàng, căn bản áp chế không nổi. Đến lúc đó chỉ có thể xin danh sư đường giúp đỡ. Là như thế này. Hứa Ảnh phó hội trưởng nói sự tình Trương Huyền kỹ càng một lần. Ngươi nói, gia hỏa này có thể là chiến sư. Đôi mi thanh tú nhăn lại, Nguyễn hội trưởng nhẹ gật đầu.
Nếu như thế thì tốt rồi, coi như Tế Bắc Song Hùng còn muốn kiêu ngạo, khẳng định cũng không dám đối nghịch Chiến Sư Đường. Không nói trước Chiến Sư Đường là một chi nhánh của Danh Sư Đường, chỉ nói trong đó có vô số võ giả chiến lực kinh người, bất kỳ một chức nghiệp nào cũng không dám đắc tội. Vạn nhất Kình Thiên Hùng Tàng Nhu tìm đến phiền toái, ngươi liền trực tiếp đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người tên kia, không nên để Khải Linh Sư Công Hội chúng ta gặp phiền toái, chúng ta chỉ là chức nghiệp phụ trợ, chống chọi không được những cường giả này. Nguyễn hội trưởng bàn giao. Đại bộ phận Khải Linh Sư đều là nữ tử, bởi vì tâm tư của các nàng tinh tế tỉ mỉ, tu luyện lại càng dễ lĩnh ngộ tinh túy. Bản thân chính là nữ tử, lại tu luyện chức nghiệp phụ trợ, tự nhiên không thể nào là đối thủ của những hung thần ác bá kia. Nói thật, nếu Khải Linh Sư không dựa vào Danh Sư Đường định ra quy củ, sớm đã bị những chức nghiệp khác bắt đi, sao có thể phong quang giống như bây giờ. Nguyên nhân chính là như thế, chức nghiệp của các nàng chỉ thành lập ở địa phương có Danh Sư Đường, địa phương khác, căn bản không đi, miễn cho gặp được phiền toái không thể dự đoán. Tốt! Hứa Ảnh phó hội trưởng nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, thanh niên kia còn chưa đi, nói muốn học tập Khải Linh chi thuật. Tự mình đi tàng thư khố đọc sách rồi. Đọc sách, nam tử cũng muốn học tập Khải Linh. Nguyễn hội trưởng lắc đầu. Không phải nàng xem thường nam tử, mà căn bản không phải là bọn hắn có thể làm được. Đến cùng có phải học tập hay không, ta đã phái người đi xem, hẳn là sẽ lập tức trở về. Hứa Ảnh phó hội trưởng cũng nghĩ giống như nàng, không tin Trương Huyền có thể làm được, bất quá, hiện tại đã qua 2-3 canh giờ, còn chưa có đi ra, không khỏi có lòng hiếu kỳ. Két. Vừa dứt lời, một nữ tử vội vã đi vào. Đúng là Hứa Ảnh phó hội trưởng đệ tử, một vị lục tinh Khải Linh Sư. Thế nào, tiểu tử kia có phải thật đang đọc sách hay không? Thấy nàng trở về, Hứa Ảnh phó hội trưởng cười cười. Bẩm báo Nguyễn hội trưởng, Trần phó hội trưởng, lão sư. Hắn không chỉ đang đọc sách, còn khảo hạch Khải Linh Sư. Vị nữ tử này nhớ tới sự tình vừa rồi thấy, khuôn mặt không thể tin được. Khảo hạch Khải Linh Sư. Hứa Ảnh phó hội trưởng nhíu mày. Hắn giống như rốt đặc cán mai với chức nghiệp Khải Linh A. Đọc sách không đến 3 canh giờ liền muốn khảo hạch Khải Linh Sư tứ tinh. Nàng tiếp xúc qua đối phương, đối với chức nghiệp Khải Linh hoàn toàn không hiểu, còn muốn khảo hạch. Nói đùa gì vậy? Hắn, không chỉ khảo hạch, còn kích hoạt linh tính của khôi lỗi. Khôi lỗi chạy loạn khắp nơi, đã bị mấy tỷ muội chúng ta chế trụ. Nữ tử vội vàng trả lời. Chạy loạn, không đúng. Lần này đến phiên Nguyễn hội trưởng kỳ quái, nhịn không được nhìn qua. Chỉ cần kích hoạt một đầu hai cánh tay của khôi lỗi, liền coi như thông qua khảo hạch, bởi vì có hạn chế đầu lâu, coi như kích hoạt, cũng không cách nào hành động. Làm sao sẽ chạy loạn? Hắn, kích hoạt tất cả a. Bờ môi phát run, tựa hồ nữ tử nói đến đây mình cũng không tin. Tất cả đều kích hoạt. Ba đại hội trưởng đồng thời đứng dậy, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Muốn kích hoạt một linh tính, khống chế 4 cái đầu. Có thể nói quả thực là sự tình không thể nào, coi như là các nàng cũng làm không được, một gia hỏa cái gì cũng không biết, chỉ nhìn sách một lát, liền làm được. Ngươi nói, hắn kích hoạt khôi lỗi tứ tinh kia lên. Hứa Ảnh phó hội trưởng rút cuộc kìm nén không được. Nếu thật như vậy, người thanh niên này, gây chuyện không tốt thật đúng là thiên tài Khải Linh Sư. Không chỉ là, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh cũng đều kích hoạt lên. Hiện tại đang ở trong phòng thất tinh, nhìn cây cột trong góc tường, không biết làm gì. Cô gái nói, ngũ tinh, lục tinh cũng đều kích hoạt. Thân thể ba hội trưởng đều nhoáng một cái. Một lát sau, Nguyễn hội trưởng nhíu mày. Khôi lỗi thất tinh hỏng mất, một mực không có người tới sửa chữa, cây cột kia là kiến trúc chèo chống công hội chúng ta, không có linh tính, không có khả năng kích hoạt nha. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, mọi người liền cảm thấy công hội lắc lư kịch liệt. Như ngồi ở trên thuyền nhỏ. Không tốt, hội trưởng, công hội của chúng ta, sống. Ngay sau đó, một trưởng lão vọt vào, sắc mặt trắng bệch. Chương 2057, ta là thật muốn điệu thấp. 1. Công hội sống. Nguyễn hội trưởng sững sờ. Hai vị phó hội trưởng khác cũng không hiểu. Vâng, công hội chúng ta, không biết thế nào, từ dưới đất đứng lên, muốn chạy đi. Vị trưởng lão này vội vàng nói. Dầm ào ào. Còn chưa nói xong, mặt đất lắc lư, ba đại hội trưởng chứng kiến phía bên ngoài cửa sổ, kiến trúc của công hội như cổ của Thiên Nga đưa tới, phía trên cửa sổ giống như hai cái mắt to, tìm hiểu bốn phía, đối với hết thảy chung quanh đều rất ngạc nhiên.
tầng tầng lầu các ở dưới lòng bàn chân, như biến thành thân thể, liên tục lắc lư, tựa hồ tùy thời có thể bước ra. Đây là, cả công hội mở ra linh tính. Nuốt ngụm nước miếng, Nguyễn hội trưởng thiếu chút nữa khóc. Kiến trúc công hội của các nàng, tùy tạo hình đặc thù, thế nhưng chỉ là kiến trúc, không phải pháp bảo, nhiều nhất là làm vô cùng hoàn mỹ, thuộc về chỉnh thể thống nhất, thế nhưng không có khả năng sinh ra linh tính A. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được, Khải Linh thành công. Cái này tốt rồi, toàn bộ công hội đã có linh tính, muốn chạy đi. Thật muốn rời đi, mình không phải phụ lòng liệt tổ liệt tông sao? Công hội của chúng ta, là một tiền bối lúc trước tự tay chế tạo, hao tốn trên 100 năm, toàn bộ kiến trúc giản giáo, nghe nói đã đạt đến trình độ binh khí linh cấp, có thể. Bởi vậy đã bị hắn Khải Linh hay không? Đột nhiên vang lên cái gì, Trần Phó Hội trưởng nhìn không được nói. Công hội kiến trúc, không chỉ tạo hình đặc thù, trên thực tế còn hao tốn vô số tâm huyết của tiền bối, khung xương chỉnh thể là dựa theo binh khí chế tạo. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới Khải Linh thành công. Chỉ là, kiến trúc này lớn như vậy, coi như muốn Khải Linh, phải có bao nhiêu linh tính mới có thể trèo trống. Mặc kệ hắn đến cùng làm sao làm được, chúng ta nhất định phải ngăn cản, nếu không công hội chạy mất, chúng ta ở đâu? Nguyễn hội trưởng nói, bây giờ không phải là thời điểm xoắn suýt, gia hỏa này đến cùng làm sao làm được, mà là công hội đã có linh tính, lập tức muốn chạy. Một khi để cho nó rời đi, các nàng ngay cả chỗ ở cũng không có, còn có mặt gặp người sao? Vội vã lao ra gian phòng, đi đến tàng thư khố, rời đi không xa, chỉ thấy thanh niên vẻ mặt mê mang vò đầu đi ra, nhìn thấy Hứa Ảnh phó hội trưởng, ánh mắt liền sáng lên. Hứa phó hội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Công hội của các ngươi, sao lại lắc lư loạn như thế? Trương Huyền kỳ quái. Khải Linh sư công hội cũng quá cổ quái đi, kiến trúc lớn như vậy. Bốn phía lắc lư, còn muốn bỏ chạy. Còn có chút đạo đức xã hội hay không? Thể tích lớn như vậy, một khi chạy, nhất định sẽ làm bị thương rất nhiều người. Coi như không đả thương người, làm bị thương hoa hoa cỏ cỏ cũng không tốt lắm a. Ngươi còn không ngại nói. Thấy hắn như vậy, ba đại hội trưởng thiếu chút nữa thổ huyết. Ngươi làm cái gì, trong lòng còn không biết sao? Cái đồ chơi này là ngươi làm tỉnh, hiện tại muốn bỏ chạy. Mình lại giả vờ người vô tội. Còn nữa, ngươi đây là cái biểu lộ gì? Vừa rồi có phải ngươi Khải Linh cho một cây cột màu đen hay không? Cố nén xúc động muốn nổ tung, Hứa phó hội trưởng nhìn không được nói. Đúng vậy à. Trương Huyền gật đầu. Hắn vừa Khải Linh cho cây cột màu đen, liền cảm thấy kiến trúc lắc lư, hiện tại cũng không kịp nhìn kỹ, đến cùng có thành công hay không. Cái kia, cây cột mơ màu đen kia, là sống lưng của kiến trúc. Người giao phó cho nó linh tính, vì vậy, toàn bộ kiến trúc sống. Hứa phó hội trưởng nghiến răng. A, à, khóe miệng của Trương Huyền co lại. Mới vừa rồi còn cảm thấy Khải Linh sư công hội quá không đáng tin cậy, kiến trúc cũng đi. Náo loạn nửa ngày, là mình làm. Người khác tới đây chỉ Khải Linh binh khí, mình làm hang ổ của người ta bỏ chạy. Người thành công Khải Linh, kiến trúc này, đối với ngươi lòng mang cảm kích, khẩn cầu ngươi để nó dừng lại, một khi chạy. Nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, Khải Linh sư công hội chúng ta cũng xong. Thấy hắn hiểu được, Nguyễn hội trưởng vội vàng nói. Tốt, không nghĩ tới mình chỉ muốn khảo hạch Khải Linh sư thất tinh, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, đành phải đi theo sau lưng ba vị hội trưởng, cấp tốc bay ra gian phòng. Người ở giữa không trung nhìn sang kiến trúc cực lớn trước mắt. Chừng hơn 100 mét, cổ thon dài, ở trên không trung quay loạn, như một con thiên nga. Lúc này, tất cả mọi người trong kiến trúc đã bay ra, từng cái nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, trợn mắt há hốc mồm. Cái này, làm sao để nó dừng lại? Nhìn ra hỏa cực lớn kia, tùy thời phát lực chạy như điên, khóe miệng của Trương Huyền co quắp, nhìn không được hỏi. Ta cũng không biết, nhưng mà nó khẳng định nghe lời ngươi. Nguyễn hội trưởng vội nói. Nghe ta sao? Khóe miệng co lại, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía mọi người trước mắt, đang muốn tiếp tục hỏi thăm. Chỉ thấy Khải Linh sư công hội giống như thấy được hắn, hưng phơ phát ra tiếng phì phì trong mũi, cái cổ vừa thô vừa to vòng tới, ở trên đùi của mình qua lại cà sát. Thân thể Trương Huyền nhoáng một cái. Muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được. Hang ổ của người ta, biến thành sủng vật của mình, còn nghe lời như vậy. Ta thật chỉ muốn điệu thấp một ít, không muốn nháo sự. Một đầu hắc tuyến, Trương Huyền đành phải duỗi bàn tay ra vuốt đầu đối phương. Tốt rồi. Ngoan ngoãn ở chỗ này,
không có việc gì không nên lộn xộn. Chương 2058, ta là thật muốn điệu thấp. 2. Giống. Nghe được lời của hắn, kiến trúc cực lớn cảm thấy mỹ mãn ngừng lại, một lần nữa ngồi ở dưới đất không nhúc nhích. Tốt rồi. Lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía đám người Nguyễn hội trưởng, chỉ thấy tất cả mọi người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, như nhìn quái vật. Khục khục, kính xin vị công tử này cùng ta trở về, chúng ta cho ngươi đẳng cấp huy chương, cùng với thương nghị thoáng cái, làm sao thuần phục kiến trúc. Chỉ cần ngươi có thể truyền thụ phương pháp, công hội chúng ta nguyện ý ra giá cao mua sắm. Thấy người xem càng ngày càng nhiều, Nguyễn hội trưởng nói. Bất kể nói thế nào, đây đều là hang ổ của Khải Linh sư công hội các nàng, lúc trước không có linh tính thì thôi, một khi đã có, làm sao cũng phải nắm giữ ở trong tay nhóm người mình, nếu không một khi buồn bực, tự mình bỏ chạy, đường đường Khải Linh sư công hội, thể diện để ở nơi đâu. Tốt, Trương Huyền tự giác đối lý, cũng không muốn bị người nhìn nhiều, nếu không kế hoạch điệu thấp sẽ ngâm nước nóng, lúc này không nói thêm lời, theo sát ở sau lưng ba vị hội trưởng, một lần nữa đi vào kiến trúc. Trương Huyền đến Khải Linh sư công hội, học tập chức nghiệp Khải Linh sư, chiến sư đường thì một hồi huyên náo, vô số chiến sư vây ở một chỗ, nghị luận nhiều nhất chính là học viện tới đây trao đổi kia. Tiêu Tần là một vị thiên phu trưởng của võ kỹ điện, thiên phú cực cao, bởi vì tu luyện quá mức điên cuồng, cũng bị người coi là Tiêu Phong tử kẻ điên họ Tiêu. Trước kia, hắn một mực lấy chiến sư làm vẻ vang, nhưng trong khoảng thời gian này, luôn nghe được sự tình Hồng Viễn học viện, tràn đầy khó chịu. Lúc nào chiến sư bọn hắn cũng phải cùng một học viện bình thường tiến hành trao đổi. Lúc nào, chiến sư bọn hắn còn không phải là đối thủ rồi hả? Càng nghĩ càng cảm thấy sắp bạo tạc nổ tung. Hồng Viễn học viện này thật quỷ dị như các ngươi nói sao? Thật sự nhìn không được, gọi đồng bạn tới hỏi thăm. Chiến sư chúng ta, đều là trong danh sư nghìn chọn vạn tuyển ra, từng cái đều có năng lực vượt cấp chiến đấu, coi như Huyền Huyền hội bọn hắn càng lợi hại. Cũng không thể nào làm được từng cái đều mạnh như vậy. Thật muốn như vậy, chiến sư đường chúng ta tuyển chọn còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy, nhưng đám người Trác Thanh Phong bẩm báo tin tức, chắc hẳn ngươi cũng xem, ta hiểu rõ hắn làm người, hẳn là không đến mức nói lung tung ở phương diện này. Ta biết rõ hắn sẽ không nói lung tung, nhưng mà còn không tin, không phải nói người Hồng Viễn học viện Huyền Huyền hội đã đến chỗ ở sao? Không được, chúng ta đi tới nhìn xem. Giao lưu hội. Không phải nói ở 3 ngày sau sao? Ai nói đi trao đổi? Trước đi nhìn xem, thăm dò chi tiết, 3 ngày sau một lần nữa cho cái ra oai phủ đầu. Cái này tốt, bất quá, không thể để cho điện chủ biết rõ. Yên tâm đi, lặng lẽ đi, không mặc quần áo và trang sức chiến sư. Lúc trước, đều là chiến sư đường bọn hắn tuyển chọn, hiện tại một tổ chức của danh sư học viện bình thường, lại có thể chạy tới tìm bọn hắn trao đổi. Không chỉ Tiêu Tần, trong lòng những người khác cũng nghẹn lấy cục tức. Vì vậy được nhiều người ủng hộ, tất cả mọi người cảm thấy, phải đi sờ đáy, biết rõ thực lực của đối phương, xem có phải nói ngoa hay không. Đi thôi. Mọi người thay đổi quần áo, đi về phía trang viên của Hồng Viễn học viện. Còn chưa đi xa, liền chứng kiến một nhóm người khác cũng đi tới. Tôn chiến sư, các ngươi cũng đi tìm đám người Hồng Viễn học viện kia phiền toái. Nhìn rõ ràng bộ dáng. Tiêu Tần sững sờ. Sao có thể gọi là tìm phiền toái? Chúng ta chỉ là qua đi nhìn xem thực lực của bọn hắn, có tư cách cùng chúng ta trao đổi hay không? Tôn chiến sư tràn đầy lúng túng. Hai nhóm người hợp nhất tiếp tục đi tới, đi một chút lại đụng phải người quen. Thanh chiến sư, các ngươi. À, chúng ta đi trang viên xem bọn hắn ở có quen thuộc hay không? Chiến sư đường cách trang viên cũng không xa, đi không đến 10 phút, Tiêu Tần liền gặp 8 nhóm người. Chung vào một chỗ chừng mấy trăm. Xem ra có ý kiến giống như chúng ta cũng không ít người. Nhìn xem đội ngũ long trọng như vậy, Tiêu Tần hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy chiến sư đường quy định, 3 ngày sau mọi người trao đổi, nhưng cũng chưa nói, không cho bọn hắn đi tới bái phòng A. Mọi người sớm gặp mặt một lần, giao lưu trao đổi cũng không coi vào đâu. Chư vị, chúng ta đi như vậy mà nói, đối phương nhất định sẽ đoán ra chúng ta là chiến sư đường, không bằng như thế này. Các ngươi ở bên ngoài trà lâu chờ, ta đi tới thăm dò thoáng cái, có tin tức sẽ tới đây truyền tin. Mắt thấy sắp đi vào trang viên, Tiêu Tần nhìn mọi người nói. Tuy giao lưu trao đổi không có gì, nhưng đi nhiều như vậy, khó tránh khỏi có loại ỷ thế hiếp người. Tốt, chúng ta chờ ở chỗ này, người đi nhanh về nhanh.
Nghe được đề nghị của hắn, mọi người cũng cảm thấy có đạo lý, đồng thời nhẹ gật đầu. Tiêu Tần nhẹ nhàng thở ra, đi vào trang viên. Trang viên này là sản nghiệp của chiến sư đường, muốn đi vào cũng không khó, không lâu sau, liền chứng kiến một đám học sinh của Hồng Viễn học viện, đứng ở trong sân rộng rãi tu luyện. Vị bằng hữu kia, người tìm ai? Còn chưa đi xa, chỉ thấy một thanh niên cười tiến lên đón. Tại hạ Tiêu Tần, muốn gặp người phụ trách của Huyền Huyền hội các ngươi. Tiêu Tần ôm quyền. Tại hạ Quân Nhược Hoan, ở Huyền Huyền hội coi như quản sự. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhược Hoan công tử nói. Là như vậy, nghe nói thành viên Huyền Huyền hội từng cái chiến lực mạnh mẽ, ta cố ý tới đây muốn lĩnh giáo một phen. Tiêu Tần gật đầu. Cái này đơn giản. Nghe nói muốn lĩnh giáo, Nhược Hoan công tử đã đoán ra 7-8 phần, nhìn bốn phía nói. Ngươi nhìn, những người này đều là thành viên của Huyền Huyền hội, ngươi muốn khiêu chiến ai? Khiêu chiến cái gì, trực tiếp mở miệng là được. Dầm ào ào. Mấy ngàn người xông tới. Chương 2059, Huyền Huyền hội các ngươi còn thiếu người không? Thượng, một. Khóe miệng Tiêu Tần co lại. Đây là muốn mình đơn đấu một đám, hay một đám đơn đấu mình? Tuy thực lực bọn hắn không tính quá mạnh mẽ, nhưng từng cái đều nhìn chằm chằm, khí tức như rồng. Không phải từ địa phương nhỏ bé mà đến, không phải là tàu xe mệt nhọc sao? Thấy thế nào cũng không có một chút mệt mỏi, ngược lại nghe nói muốn tỉ thí, từng cái tràn đầy hưng phấn, giống như gặp gã yếu. Ta là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, các ngươi có thực lực giống ta hay không? Tiêu Tần nói, nếu như muốn thử thực lực của đối phương, tìm thực lực tương tự mới có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, mới xem như công bằng, nếu không đè thấp tu vi, ánh mắt kiến thức vượt qua một mảng lớn. Rõ ràng là hố người, đương nhiên, yêu cầu công bằng, đối phương cũng không có khả năng không biết xấu hổ quần ẩu. Thánh vực nhất trọng. Nhược Hoan công tử nhíu mày. Người Huyền Huyền hội bọn hắn, cơ bản đều là tân sinh, từ khai giảng đến bây giờ, bất quá tu luyện mấy tháng mà thôi, coi như tiến bộ nhanh, nhiều nhất cũng chỉ là quy nhất cảnh, đạt tới thánh vực. À, còn giống như có một vị A. Đi mời Thất Thất học tỷ tới. Quay đầu phân phó một tiếng. Một thanh niên chạy ra ngoài, không lâu sau, Lạc Thất Thất đi tới trước mặt. Huyền Huyền hội cho đến trước mắt, ngoại trừ Trương Huyền thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có vị này rồi. Thật sự ngại ngùng, Huyền Huyền hội chúng ta đã tới thánh vực nhất trọng đỉnh phong, chỉ có Thất Thất học tỷ, nếu không ngươi. Cùng nàng tỷ thí một trận. Nhược Hoan công tử có chút ngại ngùng. Dù Lạc Thất Thất cũng là thành viên Huyền Huyền hội, nhưng dù sao đạt được qua viện trưởng một mình chỉ điểm, vô luận tu vi hay kiến thức. Đều cao minh hơn bọn hắn nhiều, để nàng đi ra đối chiến, thật sự có chút hố người. Đối chiến với nữ hài. Tiêu Tần nhíu mày. Hắn là thiên tài của chiến sư đường, vô luận chân khí, nhục thân, tốc độ, phản ứng. Đều vượt qua cùng thế hệ quá nhiều, tùy tiện kéo một nữ hài tới đây tỉ thí, không khỏi quá xem thường người đi. Nữ hài thì làm sao? Tú mi hơi dương, Lạc Thất Thất hừ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng vẫy tới. Ra tay đi. Đã như vậy, cung kính liền không bằng tòng mệnh. Bất quá, ngươi yên tâm, nếu như ngươi tiếp không được, ta sẽ điểm đến là dừng. Thấy đối phương kiên trì, Tiêu Tần thở dài một tiếng, cực kỳ thân sĩ cúi chào, lúc này mới khẽ đảo bàn tay, chân khí quán thâu toàn thân, một cỗ khí tức cuồn cuộn dâng lên. Vù vù, thân thể nhoáng một cái, bước về phía trước. Hắn là thiên phu trưởng của võ kỹ điện, am hiểu nhất chính là võ kỹ, mặc dù chỉ nhẹ nhàng một bước. Lại ẩn chứa 7-8 loại biến hóa, thân hình phiêu hốt, tựa như trong nháy mắt nhiều ra vô số bóng dáng, khiến người ta phân biệt không ra cụ thể phải công kích phương hướng nào. Võ kỹ, Thiên Tung Huyễn Ảnh. Thiên Tung Huyễn Ảnh là 2000 năm trước, một vị tiền bối nguyên thần cảnh của chiến sư đường sáng chế, một khi thi triển, huyễn ảnh liên tục, khiến người ta phân biệt không rõ hư thật, dễ dàng trúng chiêu. Mặc dù đối phương là một nữ hài, nhưng hắn vừa ra tay vẫn thi triển ra toàn lực. Không có chút giữ lại nào. Chân lý của chiến sư đường là không coi nhẹ bất kỳ đối thủ nào. Dầm ào ào. Thi triển Thiên Tung Huyễn Ảnh, cùng thời khắc đó lấy chỉ làm kiếm, hai ngón tay như độc xà xuất động, điểm về phía trước. Đây cũng là võ kỹ, gọi Tiềm Long Xuất Hải, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, long xà nhảy lên, khó lòng phòng bị. Hai chiêu liên hợp, coi như là ở chiến sư đường, đồng cấp bậc cũng không có người thắng được. Cũng không tệ lắm. Nhẹ nhàng cười cười, nữ hài đối diện triển khai, không thấy có bất kỳ vũ kỹ nào, cũng không có động tác quá lớn,
chỉ là năm ngón tay mở ra, đánh tới phía dưới. Huy trưởng đơn giản nhất. Bất quá, chẳng biết tại sao, thoạt nhìn đơn giản, Tiêu Tần lại cảm giác thân pháp, hết thảy chiêu số của mình bị đối phương áp chế, giống như vô luận chạy trốn tới địa phương nào, cũng trốn tránh không được. Đây là chiêu số gì? Đồng tử co rụt lại, trên thân ứa ra mồ hôi lạnh. Chiêu số của đối phương thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại hiểu rõ hết thảy biến hóa của hắn, vô luận cải biến như thế nào, cuối cùng chỉ có một kết quả. Bị một cái tát đánh lật. Chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Không hổ là thiên tài chiến sư Đường, biết rõ trốn tránh không được, tiếp tục dùng hết chiêu số, thua thiệt nhất định là mình, đành phải cắn chặt hàm răng, hai tay khẽ đảo, tiến lên đón. Không thể tránh né, vậy cứng rắn va chạm. Tuy hắn không biến thái bằng đám phòng ngự điện kia, nhưng chân khí, nhục thân cũng đạt tới một cái cân bằng, cứng rắn va chạm mà nói, đồng cấp bậc không kém gì người, huống chi đối thủ là nữ hài, trên lực lượng khẳng định không quá am hiểu. Vù vù. Hai tay vũ động, đang muốn tiếp xúc cùng bàn tay của đối phương, lại đột nhiên phát hiện, thân ảnh nữ hài nhoáng một cái, đã biến mất. Nguy rồi. Tóc gáy xù lên, Tiêu Tần hồn bất phụ thể, một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi đối phương dồn ép hắn dùng chiêu số ngạnh kháng, vậy mà. Là một hư chiêu. A. À. Hí dài một tiếng, vội vàng thu hồi lực lượng, lui về phía sau. Tuy động tác rất nhanh, nhưng đối phương nhanh hơn, chỉ cảm thấy phía sau lưng. Một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép đến, còn không có hạ xuống, đã như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Không còn kịp rồi. Biết rõ đối phương chiếm cứ tiên cơ, đợi bàn tay của hắn đi tới, khẳng định đã trọng thương, Tiêu Tần cắn chặt hàm răng, vội vàng nội thức toàn thân, vận chuyển tới sau lưng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cứng rắn ăn đòn, sau đó lại nghĩ biện pháp phản kích. Xì sao? Cắn chặt răng, cho rằng trưởng của đối phương tất nhiên gió táp mưa rào. Lại cảm thấy khí tức sau lưng đột nhiên biết mất, hết thảy áp bách cùng công kích tan thành mây khói. Chương 2060, Huyền Huyền hội các ngươi còn thiếu người không? Thượng, hai, vội vàng quay đầu, liền chứng kiến nữ hài chẳng biết lúc nào đã thối lui ra khỏi 7-8 bước, yên tĩnh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như vừa rồi không có công kích. Ngươi thua, Lạc Thất Thất nhàn nhạt mở miệng. Phốc, tiếng nói kết thúc, sắc mặt của Tiêu Tần trở nên trắng bệch. Phun ra một búng máu, lúc này mới cảm thấy lực lượng toàn thân như bị rút khô, rút cuộc đứng không được nữa. Tuy đối phương cùng hắn không có động chạm, lại thành công điều động chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển, liên tục hai lần mãnh liệt thu hồi chân khí, xung kích kịch liệt để cho hắn không chịu nổi. Vẫn không có chạm, chỉ bằng vào ánh mắt cùng kiến thức, khiến cho hắn bị trọng thương, thiếu chút nữa chết ở ngay tại chỗ, nữ hài này lý giải võ kỹ cùng chiến đấu, có thể nói khủng bố. Căn bản không có ở cùng một cấp bậc. Ta thua rồi. Hít sâu một hơi, điều tức một lát, cố nén đau đớn trên người, Tiêu Tần đứng dậy, vẻ mặt uể oải. Vốn đối với danh sư học viện đến đây trao đổi, cũng không thèm để ý, cảm thấy có chút nói ngoa, chính thức giao thủ mới biết được đáng sợ. Tùy tiện một nữ hài cũng ngăn cản không nổi, thật không biết những người khác, sẽ mạnh mẽ đến cái dạng gì. Kỳ thật chân khí, nhục thân, tốc độ, phản ứng của ngươi đều không tệ. Chủ yếu là võ kỹ quá kém. Chứng kiến hắn tràn đầy thất lạc, Lạc Thất Thất an ủi. Võ kỹ quá kém. Không an ủi còn tốt, nghe nói như thế, khóe miệng Tiêu Tần co lại, cảm thấy bị đả kích càng lớn. Hắn là thiên tài nổi danh nhất của chiến sư Đường võ kỹ điện, mới thánh vực nhất trọng, liền nắm giữ 4 bộ thánh vực võ kỹ, coi như là toàn bộ chiến sư Đường cũng không thể thấy nhiều. Có thể nói, võ kỹ điện ngoại trừ thiên phu trưởng tu vi cao hơn hắn. Trong đồng cấp bậc, hầu như không có người lý giải võ kỹ vượt qua hắn. Loại tình huống này, đối phương lại còn nói, vũ kỹ của hắn quá kém, tương đương trần trụi làm mất mặt a. Không tin. Lạc Thất Thất nhẹ nhàng cười cười. Ngươi có thể tùy tiện hỏi bất kỳ một đệ tử nào ở đây, để cho bọn họ bình luận một chút, mới vừa rồi ngươi chiến đấu rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Bình luận, bọn hắn bình luận ta. Lắc đầu, Tiêu Tần nhìn lại bốn phía. Tu luyện giả ở chung quanh hầu như đều là quy nhất cảnh trở xuống, còn có một chút chỉ là hợp linh cảnh, loại cấp bậc này, đổi lại trước kia hắn ngay cả nhìn nhiều cũng không có, để cho bọn họ bình luận. Có thể lý giải chiêu số ảo diệu của mình sao? Có thể biết võ kỹ của mình cao minh sao? Bình luận. Nói đùa gì vậy? Như thế nào, cảm thấy thực lực của bọn hắn chưa đủ, còn không cách nào xem thấu võ kỹ của ngươi? Lạc Thất Thất lắc đầu. Không phải là ta đã kích ngươi.
lấy thực lực cùng lý giải võ kỹ của ngươi bây giờ, coi như là giảm thấp xuống tu vi, cùng bất kỳ ai trong bọn họ tỉ thí, cũng sẽ không qua được hai chiêu. Tùy tiện một người, xin không nên nói quá vẹn toàn. Sắc mặt Tiêu Tần khó coi. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là cao thủ của chiến sư đường, tùy tiện một người quy nhất cảnh cũng không đạt tới, mình hai chiêu cũng tiếp không được. Quả thực là miệt thị trần trụi. Lạc Thất Thất học tỷ không có nói sai, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất kém cỏi. Đè thấp tu vi tới đây cùng chúng ta chiến đấu, ngươi không phải là đối thủ. Chúng ta không lừa ngươi, ngươi lý giải võ kỹ quá yếu. Thấy hắn không phục, mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận an ủi. Vốn tưởng rằng có thể tới cao thủ gì, để cho bọn họ qua đã ghiền, không nghĩ tới kém như vậy, trên thực tế mọi người cũng rất thất vọng. Nếu như khiêu chiến, sao không đến mấy cái gia hồn, thực lực cao một chút. Gia hỏa trước mắt này, lý giải đối với võ kỹ thấp kém như thế, chạy tới không phải là tìm đánh sao. Ai, quá yếu. Tất cả mọi người cảm thấy phiền muộn. Các ngươi, tốt, vốn ta còn cảm thấy đè thấp tu vi cùng các ngươi chiến đấu là hố người, nếu như thế, vậy đến đi. Chứng kiến mọi người than thở, một bộ người rất yếu, Tiêu Tần sắp tức điên, cũng nhịn không được nữa, dùng một viên đan dược chữa thương, khôi phục thương thế, gào thét một tiếng, khí tức trên thân liên tục đè thấp, thời gian nháy con mắt, áp chế đến kiều thiên cảnh đỉnh phong. Ta đã đè thấp tu vi, có ai cùng ta chiến đấu hay không? Nhìn quanh một vòng, mang theo lạnh lùng. Kiều thiên cảnh đỉnh phong, chúng ta nơi đây hầu như đều là loại tu vi này, người tùy tiện chọn đi. Thấy hắn không phục, còn muốn chiến đấu, Nhược Hoan công tử lắc đầu, nhìn quanh một vòng. Tốt, thấy người quản sự của Huyền Huyền hội không có sợ hãi như thế, lại để cho hắn tùy tiện tìm, Tiêu Tần lần nữa cảm thấy trên mặt bị đánh, tức giận cắn chặt hàm răng, nhìn quanh một vòng, tùy tiện chỉ một cái dung mạo xấu xí, người này khoảng 20, sắc mặt tái nhợt, hơi có vẻ văn nhược, còn có chút thẹn thùng. Ngươi muốn cùng ta thi đấu? Bị điểm tên, người này đi ra, tựa hồ bị may mắn đại lễ bao đánh chúng, có chút không dám tin tưởng. Đúng. Tiêu Tần vung tay. Ta có thể cùng ngươi chiến đấu, bất quá, bây giờ ngươi bị thương, ta động thủ như vậy có chút hố người. Chần chừ một chút, nghĩ tới một biện pháp tốt, trong mắt thanh niên hiện lên hưng phấn, vẻ mặt thành thật. Ta cột hai tay, không dùng tay chiến đấu. Như vậy liền công bình. Chương 2061, Huyền Huyền hội các ngươi còn thiếu người không? Hạ. Một, cột hai tay, công bằng, lảo đảo một cái, Tiêu Tần thiếu chút nữa hôn mê. Cột hai tay chiến đấu, thì gọi là công bằng gì? Cũng quá xem thường người đi. Ta là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, đè thấp tu vi cùng ngươi chiến đấu, ngươi lại muốn chói hai tay. Ngực đau đớn kịch liệt, Tiêu Tần cảm thấy tùy thời sẽ phun ra máu tươi lần nữa. Nếu như ngươi cảm thấy có thể nhận được công kích của ta, thì cứ tùy tiện. Hàm răng cắn sắp vỡ vụn. Tiêu Tần biết rõ tức giận cũng không có tác dụng, hít sâu một hơi bình phục tâm cảnh, bàn tay lăng không chảo một cái, nhào tới. Vừa rồi nữ hài kia là thánh vực nhất trọng, hơn nữa thiên phú cực cao, đánh không lại thì thôi, không tin tùy tiện cầm ra một cái, cũng không chiến thắng được. Dầm ào ào, năm ngón tay như câu, lòng bàn tay mang theo tiếng gió gào thét. Võ kỹ bôn lôi xuyên tâm chảo. Võ kỹ này, tuy không có đạt tới thánh cấp, nhưng ở linh cấp cực kỳ nổi danh. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, tựa như bôn lôi, ở trên khí thế trước chấn nhiếp người, không dám tới chống chọi. Đương nhiên, chỉ có khí thế cũng không có danh khí quá lớn, chủ yếu nhất là tàn nhẫn. Một khi bị công kích, bị ngón tay va chạm vào, sẽ lập tức thừa nhận lưỡi đao xé rách, thậm chí ngay cả trái tim đều có thể cầm ra. Bởi vì quá mức hung ác, bình thường danh sư sẽ không đi học, nhưng chiến sư học chính là kỹ thuật giết người, chiêu số càng hung ác. Trong chiến đấu càng có thể tạo được tác dụng không tưởng được. Bởi vậy, chiêu này đã sớm tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, giờ phút này thi triển ra, tiếng như bôn lôi, nhanh chóng như mũi tên. Phần phật, mắt thấy bôn lôi xuyên tâm chảo sắp rơi vào trên người thanh niên, chỉ thấy hắn rời bước, đã trốn đến một bên, động tác của đối phương không nhanh, thậm chí so với hắn còn chậm vài phân, nhưng chẳng biết tại sao, giống như sớm biết vị trí hắn muốn công kích, hời hợt tránh đi, đồng thời bàn chân nâng lên. Đạp tới bắp chân của mình. Đồng tử của Tiêu Tần co rụt lại. Lúc trước vẫn cho là, tùy tiện tuyển ra người cũng không có gì, chứng kiến thế mới biết, so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Bôn lôi xuyên tâm chảo, công kích trên tay cường đại, nhưng hạ bàn có chút bất ổn, địa phương đối phương đạp tới,
đúng là chỗ mình không thể không phòng, mà lại khó có thể trốn tránh. Thiên Ti Xuyên Diệp Thủ. Biết rõ bị đá chúng tất nhiên bị thương, Tiêu Tần biến vuốt thành chộp phủ tới. Lần này tựa như đánh đàn, thoạt nhìn không có chút uy lực nào, trên thực tế lại khắp nơi hung hiểm. Thiên Ti Xuyên Diệp Thủ, là võ kỹ do một vị ma âm sư sáng chế, thoạt nhìn như đánh đàn, không có lực sát thương, trên thực tế năm ngón tay, mỗi một ngón đều mang theo kiếm khí, một khi đụng vào, sẽ bắn vào trong cơ thể đối thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị, cực kỳ âm độc. Bôn Lôi Xuyên Tâm Chảo, thời gian nháy con mắt biến thành Thiên Ti Xuyên Diệp Thủ, không chần chờ chút nào cùng dừng lại, thậm chí ngay cả chính giữa dính liền cũng không có, thoạt nhìn giống như chiêu số liên tiếp sử dụng ra, chỉ bằng vào điểm ấy, cũng có thể thấy được Tiêu Tần không hổ là thiên tài của võ kỹ điện. Đối với vận dụng võ kỹ, hoàn toàn chính xác đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Bất quá, chiêu số của hắn tinh diệu, đối phương càng cao hơn mình, giống như sớm biết rõ sẽ biến chiêu, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, lăng không vén lên, mũi chân vừa vặn đón nhận ngón tay của hắn. Sặc sặc, sặc sặc. Mũi chân có lực lượng cuồng bạo hung mãnh cùng ngón tay của Tiêu Tần va chạm nhau, chỉ thoáng cái, người sau liền cảm thấy xương ngón tay đứt gãy, ngay sau đó trước mắt đen lại, lại một chân rơi xuống. Bành! Còn chưa kịp trốn tránh, một cỗ lực lượng vọt tới, Tiêu Tần bay ngược ra, ngã trên mặt đất, máu tươi điên cuồng phun. Dùng rằng đứng lên, tràn đầy không thể tin được. Đối phương từ đầu đến cuối, cũng không có vận dụng hai tay, chỉ dùng hai chân, liền nhẹ nhõm đánh bại hắn. Chiến thắng không được nữ hài, có thể nói đối phương là thiên tài nổi danh nhất Huyền Huyền Hội, nhưng trước mắt là hắn tùy tiện chọn. Sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Kết quả giống nhau, không qua hai chiêu. Chẳng lẽ mình tu luyện võ kỹ, thật có vấn đề như vậy? Cũng không cần uể oải, tu vi của ngươi đã coi như không tệ, chỉ bất quá gặp ta. Đương nhiên, cũng may mắn gặp ta, ta ở Huyền Huyền Hội, coi như là bài danh phía sau. Thấy hắn có chút hoài nghi nhân sinh, thanh niên mở miệng an ủi. Chiêu số của ngươi hoa lệ, biến chiêu nhanh chóng, đối với võ kỹ nắm giữ cùng với nắm chắc thời cơ cũng không tệ, sở dĩ không cách nào chiến thắng, là vì quá tin tưởng võ kỹ, mà không để ý đến mình. Quá tin tưởng võ kỹ. Không biết ý của hắn là cái gì, khuôn mặt Tiêu Tần không hiểu. Rất đơn giản, mục đích võ kỹ được chế tạo ra, là cùng người chiến đấu, có thể phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Nói trắng ra, võ kỹ chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ chiến đấu, mà không phải là thủ đoạn tất thắng. Thanh niên cười cười. Vừa rồi ngươi vô luận là xuất thủ với Thất Thất học tỷ, hay công kích ta, chiêu số liền vô cùng hung mãnh, lực lượng 10 phần, đổi lại người bình thường, hoàn toàn chính xác sẽ bị đánh trúng, bởi vậy bị thương. Nhưng ở trong mắt chúng ta, bởi vì quá mong chiến thắng, ngược lại khắp nơi đều là kẽ hở. Thật giống như chảo pháp mà ngươi công kích ta, tuy vô cùng hung mãnh, uy lực cường đại, nhưng vô số bắt không được. Nói đến đây, thanh niên dừng lại một chút, tiếp tục nói. Bắt không được, công kích càng lợi hại, cũng không có tác dụng. Vừa rồi ta cố ý chờ ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc tránh thoát công kích, là bởi vì lúc này chiêu số của ngươi đã dùng hết, kẽ hở lớn nhất. Lúc này toàn bộ lực lượng tập trung ở trên thân, hạ bàn chính là lỗ thủng lớn nhất. Ta ngẫu nhiên công kích bắp chân của ngươi, từ bàn tay đến bắp chân, là hai cực đoan của thân thể người, coi như chân khí du tẩu mau nữa, cũng rất khó đầu đuôi chiếu cố, cái kẽ hở này, mặc dù là ngươi vốn có, nhưng ở dưới ta dụ dỗ, sẽ rất khó che lấp. Bất quá, phản ứng của ngươi cũng không tệ, thời điểm này thay đổi chiêu số, đổi dùng một loại công kích tựa như đánh đàn. Chiêu này, nhìn như lướt nhẹ, trên thực tế là kiếm khí chất chứa ở trong đó, động tới tức phát, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đoán không sai, cũng là một loại võ kỹ. Chiêu số là tốt, nhưng chỉ có thể lấy chỉ công kích, ta nhảy đến không trung, tránh né phong mang bén nhọn. Lại để cho chiêu số của ngươi thất bại, sau đó bàn chân đạp mạnh. Kiếm là sắc bén, nhưng công là sống kiếm, mà không phải lưỡi kiếm hay mũi kiếm, liền không còn hiệu quả, trái lại, rất nhẹ nhàng liền bẻ gãy xương ngón tay của ngươi. Chương 2062, Huyền Huyền Hội các ngươi còn thiếu người không? Hạ, hai. Lần nữa lắc đầu, thanh niên tràn đầy tiếc hận. Gia hỏa trước mắt này tổng thể mà nói, coi như không tệ, chỉ tiếc dùng chiêu số quá nhiều. Ngươi, ngươi! Thân thể Tiêu Tần run lên, như ngũ lôi oanh đỉnh. Đối phương giải thích có lý có cứ, mỗi một chiêu đều là thiếu sót trong võ kỹ của hắn. Khó trách ngăn cản không nổi. Các ngươi, đều nhìn ra.
Yết hầu phát khô, nhìn về phía chung quanh. Thực lực ngươi kém như vậy, đương nhiên nhìn ra. Rất dễ dàng có thể nhìn ra, không coi vào đâu. Kỳ thật, hắn chỉ nói phân nửa, công kích hung mãnh, đánh trúng người hoàn toàn chính xác tổn thương lớn, nhưng đánh không trúng. Cho dù võ kỹ tốt thì có ích lợi gì? Thấy hắn hỏi thăm, chung quanh bảy mồm tám lưỡi thảo luận. Đánh không trúng người. Đứng ở tại chỗ, Tiêu Tần như si ngốc. Hoàn toàn chính xác. Võ kỹ là vì đả thương người mới nghiên cứu ra, nhưng đả thương không đến người. Còn có ý nghĩa gì? Thi triển nhiều hơn nữa, cũng không quá đáng là động tác võ thuật đẹp mà thôi. Thụ giáo. Rõ điểm ấy, Tiêu Tần bừng tỉnh đại ngộ, có loại cảm giác đẩy ra mây mù thấy mặt trời mọc, nhịn không được khom người. Những năm này, hắn lấy luyện thành càng nhiều võ kỹ càng mạnh hơn nữa vẻ vang, cho rằng chỉ cần biết võ kỹ cường đại hơn, chẳng khác nào có được sức chiến đấu cường đại hơn. Làm như vậy, đối phó người bình thường hoàn toàn chính xác có thể, nhưng đối với cao thủ chân chính, chẳng khác nào tất cả đều là kẽ hở. Tham thì thâm, biến chiêu lại trôi chảy, cũng là chiêu số khác, cũng có đủ loại thiếu sót cùng lỗ thủng, rất dễ dàng bị người bắt lấy. Không cần khách khí, kỳ thật chúng ta cũng là cùng viện trưởng học, hắn dạy chúng ta mới có thể có được kiến thức cũng nhãn lực bây giờ, nếu không chỉ là danh sư bình thường, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thanh niên vội vàng khoát tay. Viện trưởng. Đúng vậy, viện trưởng kỳ tài ngút trời, niên kỷ còn nhỏ hơn chúng ta, nhưng lý giải chiến đấu lại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, tựa như chiến đấu mới vừa rồi, nếu như chiêu thứ nhất của ngươi công kích, có thể chách qua bên trái ba phần, chân trái lại bước về phía trước một bước. Ta đừng nói công kích, chỉ sợ tránh cũng không tránh thoát. Thanh niên nói. Cái này. Tiêu Tần nhíu mày, chiêu số của mình dựa theo phương thức hắn nói. Nhớ lại thoáng cái, mí mắt nhảy dựng. Quả nhiên, lúc trước nếu hắn làm như vậy, chỉ sợ đối phương ngay cả thời gian tránh né cũng không có, chớ nói chi là nhìn ra mình hạ bàn bất ổn, tiến hành công kích. Chiêu thứ hai, năm ngón tay của ngươi khẽ vuốt, dùng vô cùng tốt, nhưng mà chiêu số quá nhiều, ngón tay cũng quá kiên cường, nếu như phối hợp thêm miên trưởng, có thể bao phủ cao thấp trái phải, coi như ta nhảy đến không trung, cũng chỉ có thể cùng ngươi cứng rắn va chạm. Đến lúc đó, ai thắng ai thua liền khó mà nói rồi. Thanh niên tiếp tục phân tích. Tiêu Tần lần nữa cứng đờ. Vừa rồi sở dĩ đốt ngón tay của hắn bị đối phương đạp đứt, thứ nhất là bị phát hiện kẽ hở, càng trọng yếu là, trong đó ẩn chứa kiếm khí, kích không trúng đối phương, xuất hiện cắn trả. Nếu có thể phối hợp thêm miên trưởng, có thể giải quyết tai họa ngầm này, bao phủ bốn phía, chiêu đó của đối phương tự nhiên cũng bị phá giải. Viện trưởng của chúng ta từng nói, tin hết chiêu, không bằng vô chiêu. Chiến đấu chính là như thế, ngươi quá ỷ lại võ kỹ, ngược lại rơi xuống hạ phong. Thanh niên thở dài, nắm đấm siết chặt, Tiêu Tần tiêu hóa nửa ngày cuối cùng tĩnh lại, phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt tràn đầy bội phục. Viện trưởng các ngươi có thể dạy dỗ những công pháp này, thật đúng là kỳ tài có một không hai. Những phương pháp chiến đấu này, so với chiến sư Đường cũng cao hơn minh, tất nhiên nghiên cứu vô số năm. Không nói vị viện trưởng này thực lực đến cùng như thế nào, chỉ là truyền thừa, đã khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Viện trưởng xác thực có thể nói kỳ tài có một không hai, hơn nữa chủ yếu nhất là lòng dạ rộng lớn, tựa như Hải Dương, chỉ cần nguyện ý học tập, luôn luôn hữu giáo vô loại, dốc túi truyền thụ. Thanh niên cười cười. Hữu giáo vô loại, ai cũng có thể học. Đúng vậy, phàm là thành viên của Huyền Huyền hội ta, đều có tư cách, nguyên nhân chính là như thế, vô số người đều muốn gia nhập. Nhược Hoan công tử xen vào nói. Cái này, nắm đấm siết chặt, sắc mặt Tiêu Tần lúc trắng lúc xanh, sau một lúc lâu, nhịn không được mở miệng. Xin hỏi, Huyền Huyền hội các ngươi còn thiếu người không? Chương 2063, Huyền Huyền hội chúng ta hợp nhất rồi. 1. Thiếu người. Nghe hắn hỏi như vậy, mọi người lộ ra mê hoặc. Đúng. Tiêu Tần nghiến răng. Ta cũng muốn gia nhập Huyền Huyền hội các ngươi. Cái này, ánh mắt mọi người sáng lên, Nhược Hoan công tử càng cười to lên tiếng. Tốt, nếu như viện trưởng chúng ta biết cường giả còn trẻ đầy hứa hẹn như vậy cũng muốn tiến vào, khẳng định sẽ hết sức cao hứng. Các ngươi đây là, đồng ý. Tiêu Tần có chút khẩn trương. Nếu như đối phương chỉ có một hai cái sức chiến đấu cao cường, có thể quy kết là thiên phú, nhưng mấy ngàn người đều mạnh như vậy, chỉ có thể nói rõ bọn hắn có một lão sư tốt. Mục đích hàng đầu của chiến sư là trở nên càng mạnh hơn nữa, chỉ có thực lực cao mới có thể ở trong quá trình đối kháng dị linh tộc,
bảo tồn thực lực, bảo hộ nhân tộc. Trước mắt Huyền Huyền hội này, hữu giáo vô loại, chỉ cần học tập liền có thể tăng thực lực lên rất nhanh, đã như vậy, sao không gia nhập trong đó? Có gì không đồng ý, Huyền Huyền hội chúng ta hoan nghênh đủ loại thiên tài. Cười cười, bàn tay của Nhược Hoan công tử khẽ đảo, lấy ra một quyển sách. Đây là chúng ta tổng kết nội dung viện trưởng giảng bài, cũng không hoàn toàn, bất quá bao hàm đại bộ phận lý giải về chiến đấu cùng lĩnh ngộ của viện trưởng, người trước tiên có thể nhìn xem, có lẽ đối với thực lực tăng lên có trợ giúp không nhỏ. Cái này, tiện tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, trong lòng Thiêu Tần chấn động. Tuy chỉ xem tờ thứ nhất, nhưng lấy ánh mắt của hắn cùng với nhận thức võ kỹ, liền có thể thấy được nội dung quyển sách này tổng kết, tuyệt đối là bảo điển chiến đấu vô thượng. Chỉ cần nghiêm túc học tập, tất nhiên có thể để thực lực của hắn nâng cao một bước. Bọn hắn, trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng cực kỳ cảm động. Hắn vừa mới nhập hội, thậm chí ngay cả các loại thủ tục cũng không có làm, đối phương liền lấy ra vật chân quý như thế, không có chút hoài nghi cùng do dự nào. Riêng phần tín nhiệm cùng khí độ này, khiến cho người bội phục. Huyền Huyền hội chúng ta chỉ có một mục đích, đó chính là nghe theo viện trưởng Trương Huyền, vì hắn cống hiến sức lực. Còn những thứ khác, trên cơ bản đều là lẫn nhau câu thông chia sẻ, không có việc riêng tư cùng che giấu. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Nhược Hoan công tử giải thích. Huyền Huyền hội là một tổ chức đệ tử, cũng không phải cơ cấu đặc thù gì, quản lý vốn rời rạc, Trương Huyền vừa mới bắt đầu xây dựng mục đích là liên hợp hết thảy tân sinh, miễn bị lão sinh áp bách, dùng để tự bảo vệ mình. Tuy hắn làm tới viện trưởng, ước nguyện ban đầu này đã không tồn tại nữa, nhưng mà trong hội các loại trao đổi, câu thông, trên cơ bản đều không có chút giữ lại nào, đại công vô tư. Người học tốt, luyện tập giảng giải cho người học không tốt, cùng chung tiến bộ. Nguyên nhân chính là như thế, nhiều thành viên bình thường của Huyền Huyền hội mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủn thực lực bạo tăng, ngay cả thiên phu trưởng của chiến sư đường cũng theo không kịp. Thấy mục đích của đối phương không bàn mà hợp chân ý của sư đạo, chính thức hữu giáo vô loại, dạy và học cùng tiến bộ, Thiêu Tần triệt để bội phục. Tại hạ Thiêu Tần, là một vị thiên phu trưởng của chiến sư đường, lần này tới đây vốn là muốn tìm các ngươi phiền toái, nhìn xem các ngươi có tư cách cùng chúng ta trao đổi hay không, tận mắt thấy mới biết được, Huyền Huyền hội danh bất hư truyền, Trương Huyền viện trưởng càng lòng dạ rộng lớn. Có thể nói mẫu mực của danh sư. Dừng lại một chút, hai mắt Thiêu Tần tỏa ánh sáng. Thực không dám giấu giếm, bên ngoài còn có mấy trăm chiến sư, đang đợi tin tức của ta, hiện tại ta liền gọi bọn hắn đến, chư vị có thể tuyên dương mục đích của Huyền Huyền hội cho bọn hắn thoáng cái, để cho bọn họ gia nhập, cùng một chỗ trao đổi, cùng chung tiến bộ. Đám người tới với hắn kia, hắn biết rõ hơn ai hết, cả đám đều tràn đầy khát vọng đối với thực lực tăng lên, nếu như cho bọn hắn biết có một bình đài tốt như Huyền Huyền hội, khẳng định tất cả đều sẽ không chút lựa chọn gia nhập. Mấy trăm người chiến sư đường đều gia nhập. Mọi người sững sờ. Chiến sư đường cho phép các ngươi gia nhập những tổ chức khác. Nhược Hoan công tử nhịn không được nói. Bất kể nói thế nào, chiến sư đường cũng là một đoàn thể đặc thù trong danh sư đường, làm sao có thể cho phép thành viên trong đó tùy tiện gia nhập những tổ chức khác. Chiến sư đường không có quá nhiều quy củ, huống chi chúng ta đều là một phần tử của danh sư, gia nhập tổ chức của danh sư cũng không coi vào đâu. Tiêu Tần cười nói. Dù chiến sư đường quản lý nghiêm khắc, nhưng mà nhằm vào là không thể phản bội nhân tộc, đối với thành viên trong đó gia nhập tổ chức khác hay không, cũng không có yêu cầu cùng quy định nghiêm khắc. Lại nói Huyền Huyền hội là một tổ chức trao đổi rời rạc, cũng không phải chức nghiệp đặc thù gì, coi như đường chủ biết, hẳn là cũng sẽ không nói nhiều. Đã như vậy, ngươi liền mời những bằng hữu kia tới đi. Mọi người cùng nhau trao đổi, cùng một chỗ tiến bộ. Nghe hắn nói không có gì, Nhược Hoan công tử gật đầu. Tốt. Chương 2064, Huyền Huyền hội chúng ta hợp nhất rồi. 2. Thiêu Tần đi ra ngoài, không lâu sau dẫn theo hơn 200 người đến. Song phương gặp mặt, khó tránh khỏi lại chiến đấu mấy trận, Thiêu Tần cũng không phải đối thủ, những người khác tự nhiên càng không có cách nào. Chưa tới một canh giờ, hơn 200 vị chiến sư đều bội phục người Huyền Huyền hội sát đất, tranh nhau chen lấn gia nhập, tiến hành trao đổi càng sâu. Càng trao đổi càng phát hiện Trương viện trưởng lý giải đối với chiến đấu có thể nói khủng bố, trong lòng cũng càng ngày càng bội phục. Kỹ xảo cao siêu như thế, cũng có thể dốc túi tương thụ, không có chút giữ lại cùng giấu rốt, vị Trương sư này rút cuộc là hạng người gì. Hết thảy chiến sư mới gia nhập Huyền Huyền hội, đều tràn ngập tò mò. Trong đại sảnh trưởng lão nghị sự rộng lớn của chiến sư đường.
Tình huống đám người Trác Thanh Phong cùng Phùng Huân báo cáo ta đã xem kỹ càng, có thể trong thời gian ngắn để cho danh sư bình thường có được thực lực chiến sư, vị Trương Huyền viện trưởng này thật có chỗ hơn người. Lần này trao đổi, vừa vặn có thể quan sát, nếu có hạt giống phù hợp, nghĩ biện pháp kéo vào, để cho Thanh Nguyên phân bộ chúng ta càng thêm lớn mạnh. Ở chủ vị đại điện, một lão giả vuốt râu nói. Thanh Nguyên đế quốc chiến sư đường đường chủ, nửa bước xuất khiếu cảnh, hình Trác Viễn. Lần này trao đổi tuy nghe chẳng ra cái gì cả, nhưng mà nếu thiên phu trưởng của chiến sư đường bọn hắn, tự mình kiểm tra đo lường, cực kỳ tôn sùng, hắn cũng muốn tận mắt nhìn, một danh sư học viện nho nhỏ, đến cùng có phải như trong truyền thuyết cường đại như vậy hay không? Nếu thật như thế, ngược lại có thể hấp thu nhiều một ít thiên tài, để cho phân bộ của bọn họ trở nên mạnh mẽ. Đường chủ nhìn xa trông rộng, là chúng ta tư tưởng hẹp hòi. Đường chủ ánh mắt siêu quần, Thanh Nguyên phân bộ ta, tất nhiên sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Nghe được giải thích của hắn, rất nhiều điện chủ cùng trưởng lão ở phía dưới đồng thời cảm khái, lộ ra bội phục. Lúc trước nghe đường chủ đáp ứng trao đổi, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chiến sư đường, luôn luôn là cọc tiêu chiến lực cường đại trong danh sư, một mục tiêu không thể vượt qua, Hồng Viễn học viện bất quá là nơi bồi dưỡng danh sư cấp dưới của Thanh Nguyên đế quốc, đến đây trao đổi. Quả thực chính là kéo xuống trình độ của bọn hắn. Thẳng đến lúc này, mới hiểu được đường chủ khổ tâm. Muốn nói danh sư, là thiên tài trong người bình thường, như vậy chiến sư chính là thiên tài trong thiên tài, trong mấy vạn danh sư, cũng chưa hẳn có thể tuyển ra một vị. Nguyên nhân chính là như thế, số lượng chiến sư cực kỳ có hạn, nếu Hồng Viễn học viện này, thật giống như bọn người Trác Thanh Phong nói, người người như rồng, đều có được thực lực vượt cấp chiến đấu, ngược lại thật có thể cân nhắc thu nhập trong đó. Đúng rồi, đường chủ, tuy chúng ta định ra 3 ngày sau trao đổi, nhưng không ít chiến sư trong lòng không phục, đã lặng lẽ chạy đến chỗ ở của Hồng Viễn học viện, tính toán thăm dò một phen. Nhớ tới một sự kiện, một vị lão giả nói. Võ Ký Điện, Chân Dĩnh Điện Chủ. Chiến sư đường giống như Hồng Viễn học viện, phân ra viện hệ, cũng không phải là một chỉnh thể thống nhất, mà phân ra rất nhiều cung điện, tổng cộng 10 cái, theo thứ tự là Binh Khí Điện, Quyền Pháp Điện, Trưởng Pháp Điện, Thân Pháp Điện, Võ Ký Điện, Nội Tức Điện, Phòng Ngự Điện, Hồn Lực Điện, Thối Công Điện, cùng với Tâm Điện thần bí nhất. Từng cung điện đều có truyền thừa hoàn chỉnh nhất, triển khai một loại bộ phận lực lượng đến cực hạn. Tỷ như Binh Khí Điện, chia làm đao, kiếm, thương, nhiều binh khí, có thể đi vào trong đó, cơ bản đều nắm giữ binh khí chân ý, chiến lực cường đại. Chiến sư ở Trưởng Pháp Điện thì chủ tu trưởng lực, trưởng pháp tinh diệu, lực lượng hùng hậu, Thân Pháp Điện thì am hiểu thân pháp, tốc độ cực nhanh. Còn Hồn Lực Điện, cũng không phải vu hồn, mà là tu luyện hồn phách, học tập một loại võ kỹ có thể tiến hành công kích linh hồn. Một người tinh lực có hạn, không có khả năng mỗi loại đều mạnh mẽ, chiến sư điện phân hóa các loại năng lực tu luyện, có thể khiến chiến sư trong đó nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu, ở trong quá trình giao chiến với dị linh tộc, phát huy ra uy lực mạnh hơn. À, chuyện này ta cũng nghe nói, bọn hắn hồ đồ để cho bọn họ náo đi, vừa vặn cũng có thể nhìn xem huyền huyền hội của Hồng Viễn học viện này, đến cùng phải giống như đám người Trác Thanh Phong nói hay không, mỗi cái đều có thể vượt cấp chiến đấu. Hình đường chủ cười cười. Tuy đám người Tiêu Tần đi rất ẩn nấp, tự nhận là giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng mà nhiều người như vậy đột nhiên chạy ra, trốn đến bên ngoài trang viên của Hồng Viễn học viện, tin tức sao có thể giấu. Ở đây rất nhiều điện chủ, trưởng lão hầu như đều biết tình hình, chỉ là không có ngăn trở mà thôi. Ta cũng nghĩ như vậy, vì vậy không có ngăn trở, vừa rồi đã phái người đi nghe ngóng, hẳn là qua không được bao lâu, có thể biết rõ tin tức xác thật. Chân Dĩnh điện chủ gật đầu. Chúng ta cũng phái người nghe ngóng, Hồng Viễn học viện này, đến cùng thật sự có tài năng hay không, nhìn một chút là có thể thấy được. Tốt rồi, có tin tức. Lại một vị điện chủ nhẹ gật đầu, đang nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc bài đưa tin xuất hiện ở lòng bàn tay, mỉm cười cúi đầu nhìn, mới nhìn thoáng qua, đồng tử liền co rụt lại. Làm sao vậy, chiến sư chúng ta thi đấu với đối phương, là thắng hay thua? Thấy biểu lộ của hắn, hình đường chủ sững sờ, mở miệng hỏi. Tin tức của ta cũng tới, ta xem một chút. Chân Dĩnh điện chủ cũng cảm ứng được cái gì, lòng bàn tay nhiều ra một cái ngọc bài, quét qua nội dung phía trên, cũng giống như vị điện chủ kia, ngốc tại chỗ, rút cuộc nói không ra lời. Đến cùng làm sao vậy? Hai người các ngươi ngược lại nói một chút a. Thấy hai vị điện chủ đều bộ dạng này, một lão giả nhìn không được nữa, đi vào trước mặt, cầm ngọc bài qua xem xét,
cũng ngây người ngay tại chỗ, như hóa đá. Qua nửa ngày, Trần Dĩnh điện chủ dùng thanh âm sắp khóc nói. Đường chủ, chúng ta không thu nhập bọn hắn, mà là, người Huyền Huyền hội hợp nhất chiến sư đi tới khiêu chiến của chúng ta rồi. Chương 2065, điện chủ cũng phản bội một. Hợp nhất, có ý tứ gì? Tất cả mọi người phần lớn đều nhíu mày, ngay cả hình đường chủ cũng nghi hoặc. Hơn 200 vị chiến sư đi khiêu chiến kia, lúc này, tất cả đều gia nhập Huyền Huyền hội. Trần Dĩnh điện chủ nói, gia nhập Huyền Huyền hội. Mọi người sửng sốt, rất nhanh đều hiểu được, từng cái cảm thấy đau ngực, có chút tức giận thở không được. Nhất là hình đường chủ, thiếu chút nữa không ngồi vững, từ trên chỗ ngồi rơi xuống. Vừa tự tin nói, lần này bọn họ chạy tới trao đổi, chiến sư đường hoàn toàn có thể thừa cơ lôi kéo một đám, để cho Thanh Nguyên phân bộ phát triển lớn mạnh, kết quả nghe được tin tức này, còn chưa kịp ăn trộm gà, gạo liền mất. Quá lừa người rồi. Hồ đồ, quả thực hồ đồ, còn thể thống gì? Một đám chiến sư, lại có thể gia nhập một tổ chức từ nông thôn đến. Nói cho bọn hắn biết, lập tức trở về chiến sư đường, nếu không trực tiếp khai trừ, từ hôm nay trở đi, đám người kia không có tư cách trở thành một thành viên của chiến sư đường nữa. Một vị điện chủ đứng dậy, nhịn không được quát lớn. Luôn là chiến sư đường bọn hắn từ các nơi tuyển người, còn chưa bao giờ có chuyện người khác từ trong tay bọn hắn đoạt. Nói cho bọn hắn như vậy không tốt lắm đâu. Chiến sư đường chúng ta cũng không hạn chế thành viên gia nhập những tổ chức khác, cũng không hạn chế bọn hắn học tập những chức nghiệp khác. Một vị điện chủ đưa ra dị nghị. Tuy chiến sư đường không rời rạc bằng danh sư đường, nhưng cũng không có yêu cầu quá nghiêm khắc, để cho đối phương nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp yêu cầu bọn hắn trở về, hơn nữa uy hiếp, có phải có chút quá phận hay không? Chiến sư đường là không hạn chế, nhưng nếu như hết thảy chiến sư đều như vậy, ai còn trở thành chiến sư? Ai tới bảo hộ nhân tộc chúng ta? Đúng vậy, chuyện này quyết không thể có mở đầu, nếu không chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại. Lại có hai vị điện chủ lớn tiếng quát lớn. Mọi người trầm mặc. Cũng đúng. Dù chiến sư đường không hạn chế, nhưng cái tiền lệ này không thể mở, nếu không quân kỷ buông lỏng, về sau còn làm sao có thể bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Lòng người tản, đội ngũ cũng không tiện dẫn theo. Chiến sư đường không có tiền lệ này. Chiến sư, giống như quân nhân bảo hộ đế quốc. Không có kỷ luật nghiêm minh, làm sao có thể để cho ngoại nhân sợ hãi, không dám tới phạm. Tốt, ta liền truyền tin. Dừng lại một chút, Trần Dĩnh điện chủ nhẹ gật đầu, ngón tay truyền đi một đạo tin tức. Ô, ô, ân. Một lát sau, trên ngọc bài lần nữa hiển hiện chữ viết, nhìn thoáng qua, Trần Dĩnh điện chủ lảo đảo. Thế nào? Thấy bộ dạng của hắn như vậy, tất cả mọi người đều có chút gấp. Trước kia vị võ kỹ điện chủ này. Làm chuyện gì cũng rất trầm ổn, hôm nay làm sao vậy? Đến cùng nhìn thấy tin tức gì, mà thiếu kiên nhẫn như thế? Ta vừa thông chi đám người Tiêu Tần, kết quả đạt được trả lời, nếu như cưỡng chế bọn hắn rời khỏi Huyền Huyền hội, bọn hắn tình nguyện rời khỏi chiến sư đường, không làm chiến sư nữa. Khóe miệng co giật, Trần Dĩnh điện chủ nói. Rời khỏi chiến sư đường. Điều này sao có thể? Chỉ tiếp xúc thoáng cái, liền gia nhập Huyền Huyền hội. Trương Huyền này đến cùng có bao nhiêu mị lực? Một hồi xôn xao, tất cả mọi người ngốc tại chỗ, biểu lộ không tốt hơn Trần Dĩnh điện chủ bao nhiêu. Có thể trở thành chiến sư, là sự tình vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ, là danh tiếng, là trách nhiệm. Hiện tại đám người kia chỉ tiếp xúc Huyền Huyền hội một lần, không tiếc không làm chiến sư cũng muốn gia nhập, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Huyền kia đến cùng cho bọn hắn thuốc mê gì? Không được, ta muốn đi tới nhìn xem. Giáo huấn đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia một chút. Một lão giả lòng đầy căm phẫn đứng lên. Quyền pháp điện chủ, Trần Trúc Thanh. Hắn là trong thập đại điện chủ tính cách vội vàng sao động nhất, nghe được thuộc hạ của mình, lại có thể bị một tổ chức từ đế quốc nhất đẳng tới mê hoặc, tức giận đến sắp bạo tạc nổ tung. Ta đi cùng ngươi. Lại một lão giả đứng dậy. Thân pháp điện chủ, Lục Phương Thu. Hai người bọn họ là bạn tốt. Muốn đến xem đám chiến sư kia đến cùng xảy ra chuyện gì, đi cùng, vừa vặn cũng có thể hưng sư vấn tội. Tốt nhất không nên gây ra xung đột, tuy Trương Huyền này chỉ là viện trưởng của đế quốc nhất đẳng, lại cùng đám người Ngô sư quan hệ rất tốt, hơn nữa nghe nói thiên phú không tồi, càng là lão sư của Trịnh Dương. Hơi chút giáo huấn, để cho đối phương biết rõ trời cao đất rộng là được rồi, không cần phải làm lớn chuyện.
thấy hai vị điện chủ muốn đi tìm những chiến sư kia, Hình Đường chủ bàn giao. Tất cả mọi người là danh sư, hơn nữa là tới đây trao đổi, không cần phải vạch mặt, nếu không đối với mọi người đều không quá tốt. Huống chi, còn là lão sư thụ nghiệp của siêu cấp thiên tài Trịnh Dương. Loại thiên tài như Trịnh Dương, vạn năm không gặp, vô cùng có khả năng khảo hạch chiến tử thành công, vị Trương Huyền này, xem như lão sư vỡ lòng của hắn, về sau địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, có thể không đắc tội, tận lực không muốn đắc tội, miễn cho về sau khó chịu. Tuy đám người Trác Thanh Phong đã nói vị Trương sư này không giống bình thường, nhưng Trương Huyền rất ít xuất thủ, bọn hắn biết rõ tin tức cũng không nhiều, cũng không cho rằng có thể mạnh hơn Trịnh Dương. Tác dụng lớn nhất của lão sư là truyền đạo học nghề, giải thích nghi hoặc, võ lực không thắng đệ tử, cũng không phải không thể nào. Yên tâm đi, Đường chủ. Chúng ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hai vị điện chủ xoay người đi ra ngoài. Hai người rời đi, gian phòng có chút trầm mặc, áp lực đến nói không ra lời. Chiến sư Đường bách chiến bách thắng, lại có thể bị một tổ chức từ địa phương nhỏ tới so đấu, là trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỳ thật đây cũng không phải chuyện xấu, chiến sư Đường chúng ta đã quen ưu việt, vừa vặn có thể nhân cơ hội này, bỏ đi một ít táo bạo. Thấy mọi người tâm tình không cao, Hình Đường chủ cười nói. Ân, mọi người gật đầu. Cũng đúng, chiến sư Đường bọn hắn luôn quen ưu việt, ra loại sự tình này, cũng có thể để cho rất nhiều người rõ, coi như là chiến sư cũng không có khả năng sở hướng vô địch, bách chiến bách thắng. Tuy tính khí của Trần Điện chủ có chút nóng nảy, nhưng Lục Điện chủ làm việc ổn thỏa, chắc có lẽ không ra đại sự gì. Đợi bọn hắn tìm những tiểu tử kia trở về, vừa vặn cũng có thể từ trong đó biết rõ, đến cùng đã trải qua cái gì, tình nguyện không làm chiến sư cũng muốn gia nhập Huyền Huyền hội. Chương 2066, Điện chủ cũng phản bội 2. Thủ đoạn quang minh chính đại thì thôi, nếu dùng mê hoặc, các loại lợi dụ. Hừ, nhất định phải báo cáo danh sư Đường, xử trí con sâu làm dầu nồi canh này. Luôn là chiến sư Đường chúng ta đào người khác, từ chỗ chúng ta đào chiến sư, đảm lượng của Trương Huyền này thật lớn. Hình Đường chủ Trần An, lúc này mọi người mới hóa giải hơi mù trong lòng, từng cái thở dài. Bọn hắn đã đến, đang cùng người Huyền Huyền hội tiến hành thương lượng. Hàn huyên một lát, Trần Dĩnh Điện chủ lấy ra ngọc bài đưa tin nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Trần Điện chủ vừa rồi rời đi đã truyền tin tức cho hắn. Nói với Trần Điện chủ, một lát nữa mang đám người kia đến nơi đây, ta muốn đích thân hỏi thăm, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hình Đường chủ nói. Tốt. Nhẹ gật đầu, Trần Dĩnh Điện chủ đang muốn nói gì, chỉ thấy ngọc bài trong tay lần nữa lóe lên hào quang, lại xuất hiện một hàng chữ. Cúi đầu nhìn, giống như vừa rồi, lần thứ ba toàn thân cứng ngắc, lảo đảo muốn ngã. Ngươi, lại thế nào? Chẳng lẽ hai vị điện chủ tự mình đi tới, bọn hắn cũng không trở về. Thấy hắn như vậy, trên mặt Hình Đường chủ bốc lên sát khí. Hai vị điện chủ của chiến sư Đường bọn hắn tự thân xuất mã, đối phương cũng không thả người, không khỏi quá không để bọn chúng vào mắt a. Không phải. Bờ môi run rẩy, trong mắt Trần Dĩnh điện chủ tràn đầy không thể tin được. Trần điện chủ cùng Lục điện chủ, bọn hắn, cũng gia nhập Huyền Huyền hội, tạm thời không trở lại. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn cũng gia nhập Huyền Huyền hội. Mọi người muốn phát điên. Đi tìm phiền toái thì nhập hội, đi gọi người cũng mất tung tích. Cái này Huyền Huyền hội đến cùng có ma lực gì, lại để cho tất cả mọi người lưu luyến quên về. Ngươi lặp lại lần nữa. Toàn thân Hình Đường chủ run rẩy, chòm râu bị túm rơi một mảng lớn, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hai vị điện chủ kia, hắn cực kỳ rõ ràng, cương trực công chính. Vô cùng không quen nhìn loại chuyện này, như thế nào. Tự mình đi tới, cũng gia nhập Huyền Huyền hội. Cái này, thấy Đường chủ tức giận, mọi người nhìn nhau, từng cái không dám thở mạnh. Chư vị cùng ta đi, ta muốn tận mắt nhìn xem, vị Trương Huyền này, đến cùng có ma lực gì. Sau một lúc lâu, ngăn chặn lửa giận trong lòng, Hình Đường chủ hất ống tay áo nói. Tốt, mọi người đồng thời gật đầu. Nói thật, bọn hắn cũng có chút kỳ quái. Vì sao chiến sư đi tới, đều muốn lưu lại. Rời đi đại điện, mọi người đồng loạt bay về phía trang viên, rất nhanh đi vào trên không. Mau nhìn, bọn hắn đều ở phía dưới. Còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến đám người Trần Điện chủ, Lục Điện chủ, đang phân tán ở giữa đám người, người một thiếu niên chỉ có 16-17 tuổi ở phía trước. Cái này, kia là Trương Huyền. Một vị điện chủ nhìn không được hỏi.
ta xem qua bức họa của Trác Thanh Phong lưu lại, trong này giống như không có Trương Sư. Hình đường chủ lắc đầu. Vừa đến hắn đã dùng thần thức quét chung quanh một lần, nhưng không phát hiện tung tích của Trương Huyền. Gia hỏa này không có ở đây, vì sao mọi người cam tâm tình nguyện lưu lại? Trước không vội xuống, xem bọn hắn đến cùng đang làm gì. Khoát tay áo, ý bảo mọi người không vội xuống dưới, lông mi nhăn lại, hình đường chủ nhìn xuống, tập trung tinh thần, một thanh âm nhàn nhạt chậm rãi đi vào lỗ tai. Tiểu Trần, kỳ thật quyền pháp của ngươi không tệ, sở dĩ không cách nào thắng được ta, là bởi vì tạp niệm của ngươi quá nhiều, quyền pháp, phải tập trung tinh khí thần toàn thân, tại một lúc bộc phát ra. Giống như ngươi, căn bản không có khả năng thắng ta. Thiếu niên nói, Tiểu Trần, những người khác cũng nghe nói như thế, tất cả đều nhìn nhau, khóe miệng co giật. Một tiểu gia hỏa 16-17 tuổi, mang theo mùi vị dạy bảo thì thôi, mấu chốt còn xưng hô Tiểu Trần. Như vậy đi, người đè thấp đến tòng thánh đỉnh phong, ta toàn lực thi triển một quyền cho ngươi nhìn. Thiếu niên nói tiếp, tốt, áp chế thực lực đến tòng thánh đỉnh phong, Trần Điện chủ lăng không một quyền, khí tức nổ vang. Đây là quyền pháp mạnh nhất của Trần Điện chủ, Long Chiến Vu Dã. Thiếu niên này muốn xui xẻo. Chứng kiến Trần Điện chủ vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu mạnh nhất, uy hiếp bát phương, khuôn mặt tất cả mọi người đều siết chặt. Oanh! Nắm đấm chạm cùng một chỗ. Vèo! Trần Điện chủ bay ngược ra. Khục khục, lại nhịn không được, dùng lực lượng hơi lớn, ngại ngùng. Thiếu niên vào đầu. Mọi người! Chương 2067, đại khái 2 canh giờ 1. Bành! Lưng đâm vào trên vách tường, người đầy bụi đất, lúc này mới ngừng lại được, liên tục ho khan vài tiếng, Trần Điện chủ lần nữa bay trở về, tuy bị thương, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Hắn là quyền pháp điện điện chủ, am hiểu nhất chính là quyền pháp, nhưng ở đồng cấp bậc, bị nghiền ép không nói, cao hơn một cấp bậc cũng không phải đối thủ, thiếu niên trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhưng nắm giữ quyền thuật, dĩ nhiên đạt đến tình trạng nghe rợn cả người. Quyền pháp của ta còn cần cải tiến như thế nào? Ôm quyền đứng thẳng, thái độ của Trần Điện chủ thành khẩn. Mặc dù hắn là chiến sư đường điện chủ, nhưng đạt giả vi sư, tuy niên kỷ của đối phương nhỏ, tu vi yếu, nhưng ở quyền pháp hơn hắn quá nhiều, đủ để hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Quyền pháp của ngươi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là khuyết thiếu tinh khí thần chưa từng có từ trước đến nay. Nếu đoán không sai, ngươi hẳn là tu luyện rất nhiều loại võ kỹ. Thiếu niên nói. Phải, võ kỹ về quyền pháp, ta tu luyện 42 bộ. Trần Điện chủ lúng túng. Trước kia, thời điểm nói với người khác hắn tu luyện bao nhiêu bộ võ kỹ quyền pháp, mang theo tự hào, mà bây giờ, trên mặt chỉ có xấu hổ. Không quan tâm nhiều, mà ở tinh, một người tinh lực có hạn, học quá nhiều, tinh thần liền phân tán, từ khi lão sư truyền thụ quyền pháp đến nay, ta dùng gần một năm, đều liên tục rèn luyện một chiêu này, lúc này mới luyện được lô hỏa thuần thanh, có uy lực như thế. Người học trọn vẹn 42 bộ, tinh lực phân tán. Trên mỗi một bộ, lại có thể tiêu phí bao lâu thời gian? Thiếu niên hỏi lại. Cái này, đều hao tốn đại khái hơn 20 năm a. Ta năm nay 900 tuổi. Trần Điện chủ vò đầu. Cái này không trọng yếu. Sắc mặt thiếu niên đỏ lên. Quyền pháp không chỉ vấn đề thời gian tu luyện dài ngắn, mà là vấn đề chuyên nhất hay không chuyên nhất. Người đã gia nhập Huyền Huyền hội. Hiện tại ta sẽ dạy ngươi làm sao để tinh khí thần dung hợp cùng một chỗ, hình thành một quyền uy lực lớn nhất. Đa tạ. Trần Điện chủ kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Một thiếu niên mười mấy tuổi chỉ điểm Trần Điện chủ. Tuy không thể tin được, nhưng vừa rồi một quyền kia của thiếu niên thật sự rất đáng sợ, đồng cấp bậc, coi như là chúng ta gặp gỡ, cũng ngăn cản không nổi. Nhìn những thứ này ở trong mắt, mọi người ở trên không trung, từng cái tràn đầy khiếp sợ. Vị thiếu niên kia của Huyền Huyền hội, tuổi không lớn lắm, nhưng quyền pháp thật rất cao minh, coi như là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, cũng cực kỳ kinh diễm. Trần Điện chủ, là vì muốn học tập bộ quyền pháp này, mới gia nhập Huyền Huyền hội, vậy. Lục Điện chủ đâu? Rõ ràng tại sao Trần Điện chủ lại phản bội, mọi người nhìn không được nhìn sang Lục Điện chủ. Trước mặt hắn, là một nữ hài, cũng chỉ 16-17 tuổi, tuy còn chưa trưởng thành, lại rất thanh tú, cực kỳ xinh đẹp. Nữ hài cùng Lục Điện chủ nói cái gì đó, mọi người ngưng thần, thanh âm chậm rãi truyền vào màng nhĩ. Tiểu Lục, thân pháp của ngươi là không sai, nhưng mà quá mức rực rỡ tươi đẹp, gặp được thực lực yếu thì thôi, thực lực mạnh có hữu dụng gì? Thân pháp hoa mỹ,
trong chiến đấu cũng chỉ là lừa gạt kẻ yếu, khiến người ta cảm thấy rất cường đại, mà ở trong mắt cường giả, không đáng một đồng. Hai tay chắp sau lưng, nữ hài mang theo mùi vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mục đích của thân pháp là để cho người rất nhanh tiếp cận địch nhân, xuất kỳ bất ý, đánh úp, đưa đến hiệu quả đánh bất ngờ, tất cả chân khí chơi ở huyễn ảnh, công kích sẽ yếu đi rất nhiều, còn đánh như thế nào? Như vậy đi, người đè thấp tu vi tới cao hơn ta một cấp bậc, cũng chính là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, lại thi triển thân pháp cùng ta so một lần. Nữ hài nói tiếp. Được. Lục điện chủ vội vàng gật đầu, khí tức cuồn cuộn, thời gian nháy con mắt áp chế tu vi đến thánh vực nhất trọng đỉnh phong. Bắt đầu đi. Kèm theo nữ hài nói, thân ảnh của lục điện chủ nhoáng một cái, trước mắt mọi người lập tức nhiều ra 6 huyễn ảnh, giống như trong nháy mắt xuất hiện 5 phân thân, phân không rõ đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Là cửu ảnh bộ mà lục điện chủ am hiểu nhất. Đúng vậy, triển khai cửu ảnh bộ đến cực hạn, có thể xuất hiện 9 huyễn ảnh, coi như là ta, cũng phân không rõ hư thật. Hiện tại hắn giảm thấp xuống tu vi, dù phân ra 5 cái, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Thi triển ra chiêu này, hầu như không người có thể giải. Dù sao đồng cấp bậc, ta không phải là đối thủ. Thần sắc đám người hình đường chủ ngưng trọng, âm thầm gật đầu. Áp chế tu vi đến thánh vực, cũng có thể thi triển võ kỹ thánh cấp, chiêu cửu ảnh bộ này, ở toàn bộ chiến sư đường cũng cực kỳ nổi danh, bọn hắn đồng cấp bậc căn bản không có biện pháp phá vỡ. Chuẩn bị cho tốt, ta xuất thủ. Mọi người vừa cảm khái xong, chợt nghe nữ hài thấp giọng hô, ngay sau đó tất cả mọi người liền cảm thấy hoa mắt, giống như có cái bóng bắn ra ngoài, thời gian nháy con mắt, lại trở về tại chỗ. Lạch cạch, vội vàng nhìn lại, 5 cái bóng của lục điện chủ biến mất, một lần nữa biến thành một cái, toàn bộ người lưng khom như tôm luộc, từng ngụm phun ra nước vàng. Xem ra, vừa rồi trong nháy mắt, nữ hài một cước đánh trúng bụng của hắn, để cho hắn thiếu chút nữa không có tiếp nhận được. Nàng, xuất thủ, nuốt nước bọt, yết hầu mọi người phát khô. Lấy nhãn lực của bọn hắn, cũng không có thấy rõ nữ hài đến cùng qua lại xuất thủ, đồng cấp bậc như thế nào thấy rõ. Thân pháp điện điện chủ, lại có thể bị người lấy thân pháp phá tuyệt chiêu. Quá kinh khủng đi. Thật nhanh, ta không phải đối thủ, mong cô nương vui lòng chỉ giáo. Qua nửa ngày, lục điện chủ cuối cùng tĩnh lại, lần nữa nhìn về phía nữ hài, tràn đầy bội phục, thành khẩn ôm quyền. Nói thật, vừa biết rõ thành viên chiến sư đường tình nguyện gia nhập huyền huyền hội cũng không muốn về, bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Chương 2068, đại khái 2 canh giờ 2. Vừa đến liền khí thế hung hăng tìm phiền toái, liên tục đánh bại mấy đệ tử bình thường, liền kéo Lưu Dương cùng Vương cô nương này ra. Đồng cấp bậc, hai người mình thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Lúc này mới biết được huyền huyền hội cường đại, nhịn không được muốn học tập. Thân pháp yêu cầu nhanh, nhanh hơn, nhanh nhất, chỉ cần tốc độ nhanh, hết thảy đều không là vấn đề. Nhẹ gật đầu, nữ hài nhìn hắn giải thích. Nghe xong một lát, lục điện chủ chân thành bội phục. Đối phương giảng giải, từ đơn giản vào sâu, trực chỉ bản chất của thân pháp, khiến người ta nghe xong liền hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Làm thân pháp điện điện chủ, nghiên cứu thân pháp mấy trăm năm, không nghĩ tới lại có thể không bằng một nữ hài, ngẫm lại thật là hổ thẹn. Trong lòng cảm khái, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, chợt nghe Trần điện chủ ở cách đó không xa nói. Đường chủ, các ngươi cũng tới, mau xuống đây, chúng ta cùng nhau gia nhập huyền huyền hội đi. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đám người hình đường chủ chẳng biết lúc nào đã tới. Lúc trước bọn hắn khoảng cách cực xa, lại cố ý dùng nguyên thần che đậy khí tức, coi như là hắn cũng không phát hiện. Đúng vậy, mau xuống đây, người huyền huyền hội lý giải đối với chiến đấu, thật sự là nghe rợn cả người, so với chúng ta cao minh không biết bao nhiêu lần, nhanh tới đây, mọi người cùng nhau gia nhập, học tập chiêu số lợi hại hơn. Lục điện chủ cũng hô lên. Cái này. Khóe miệng đám người hình đường chủ co lại. Vốn giấu ở trên không trung, người khác nhìn không tới, cũng không cần lo lắng cái gì, giờ phút này hai người kia phản bội không nói, còn kéo mọi người xuống nước, thật sự che giấu không được, đành phải toàn bộ bay xuống. Ta là chiến sư đường binh khí điện điện chủ, không biết các ngươi ai am hiểu binh khí, ta có thể đè thấp tu vi cùng các ngươi chiến một trận. Bị phát hiện, không hề xoắn suýt, binh khí điện điện chủ tiến về phía trước một bước, cổ tay khẽ đảo. Một thanh trường thương xuất hiện, nhẹ nhàng chuyển một cái, phát ra tiếng long ngâm. Nếu không ngăn trở, đoán chừng người chiến sư đường đều gia nhập huyền huyền hội, đã như vậy,
cũng không cần nói gì, trực tiếp tỉ thí đi. Ta đến. Thiếu niên dạy bảo Trần Điện Chủ đi tới. Lưu Dương. Hắn am hiểu nhất chính là quyền pháp, bất quá, thương pháp cũng học qua một đoạn thời gian với Trịnh Dương. Còn thành viên khác của Huyền Huyền Hội, đối phó chiến sư, khẳng định không có vấn đề, nhưng đối phó Điện Chủ, căn bản ngăn không nổi. Vừa rồi Trần Điện Chủ cùng Lục Điện Chủ xuất thủ, bọn hắn liền khó có thể chống chọi, không có biện pháp, mới đưa hai vị thân truyền của viện trưởng tới. Tốt! Nhìn rõ ràng tu vi của hắn, chỉ có bán thánh đỉnh phong, binh khí Điện Chủ áp chế tu vi đến đẳng cấp tương đương. Phần phật! Trường thương run lên, thẳng tắp đâm ra. Không hổ là chiến sư am hiểu binh khí, thương còn chưa tới trước mặt, thương mang tựa như du long gào thét, cho người một loại cảm giác áp bách rất mạnh. Tuy hắn dùng lực lượng bán thánh, nhưng toàn lực xuất thủ, sức chiến đấu coi như là thánh vực nhất trọng cũng chưa hẳn có thể chống chọi. Lợi hại! Chiêu long khiếu thiên trọng này của Chu Điện Chủ, không hổ là tuyệt chiêu lực công kích mạnh nhất của toàn bộ chiến sư đường, đồng cấp bậc, chỉ sợ không người có thể tranh phong. Ta cùng với hắn đối chiến, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng linh hồn, để cho đối phương mê muội, sau đó thuận thế chạy trốn, cứng rắn va chạm. Nhất định là không làm được. Ta cũng kém không nhiều lắm, trước tránh né, lại nghĩ biện pháp đối kháng. Đám người hình đường chủ đều âm thầm gật đầu. Liên quan tới danh tiếng của danh sư đường bọn hắn, vị binh khí điện chủ này, không có chút lưu tình nào, vừa ra tay, coi như là bọn hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn, đồng cấp không cách nào chống chọi. Vù vù. Trong quá trình truyền âm, thiếu niên ở đối diện xuất thủ. Lòng bàn tay hắn đồng dạng nhiều hơn một thanh trường thương, lăng không đâm ra, không có bao nhiêu tinh diệu, nhưng trong nháy mắt đâm rách không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh, chiều dài thân thương giống như gia tăng lên vài phần, nhoáng một cái đã đi tới trước mắt. Dầm ào ào. Lực lượng giống ngâm cửu trọng của Chu Điện Chủ tan thành mây khói, mũi thương của Lưu Dương đã đứng ở trước cổ họng của hắn, tùy thời có thể đâm vào. Chu Điện Chủ, thất bại. Thương pháp của ngươi, so với ta nhanh hơn quá nhiều, ta thua. Sắc mặt trắng bệch, thân thể Chu Điện Chủ cứng ngắc. Tuy hắn là binh khí Điện Chủ, nhưng vừa rồi chiêu đó, hắn ở đồng cấp bậc căn bản không cách nào giải quyết, muốn phá giải, chỉ có thể tăng thực lực lên. Kỳ thật thương pháp của ngươi cũng không tệ, ta chỉ là tìm ra thiếu sót, mới tiến hành lợi dụng mà thôi. Lưu Dương cười cười. Thương pháp, ta tu luyện trọn vẹn 842 năm, tự cho là đã nhận được chân tủy, đồng cấp bậc không người có thể thắng được, không nghĩ tới một núi vẫn còn có một núi cao. Lắc đầu, Chu Điện Chủ nhìn lại. Không biết, ngươi đã tu luyện thương pháp bao lâu? Đại khái. Lưu Dương cẩn thận nhớ lại, vẻ mặt thành thật. Hai canh giờ a. Chu Điện Chủ. Chương 2069, hình đường chủ hỏng mất một. Chu Điện Chủ khóc. Thân là binh khí Điện Chủ, cả đời nghiên cứu thương pháp, trọn vẹn hơn 800 năm. Nếu như thời gian tu luyện của đối phương dài thì thôi, dù sao mỗi người thiên phú bất đồng, có ít người am hiểu, có ít người không am hiểu, đây là không có biện pháp so đấu. Mấu chốt là người trước mắt này am hiểu quyền pháp, thương pháp. Chỉ luyện hai canh giờ, liền nhẹ nhõm đánh bại mình. Cái này, ta nhớ không rõ, cũng có thể vượt qua hai canh giờ. Thấy ra mặt hắn run rẩy, tùy thời ngất đi, Lưu Dương có chút ngại ngùng, vội vàng giải thích. Lúc trước, vì nghênh đón chiến sư đường khiêu chiến, hắn, Vương Dĩnh, Trịnh Dương trao đổi qua tuyệt chiêu, riêng phần mình không có chút nào giữ lại dốc túi tương thụ. Bởi vì thời gian vội vàng, mọi người học vô cùng nhanh, thời điểm học tập thương pháp, cũng kém không nhiều lắm. Dùng hai canh giờ. Không đúng, giống như chưa tới hai canh giờ, rút cuộc là một canh giờ rưỡi, hay là một canh giờ nhỉ? Quá mức chuyên tâm, đã quên, làm sao cũng nghĩ không ra. Vẻ mặt Lưu Dương tràn đầy xoắn xuýt. Được rồi. Thấy hắn an ủi mình một câu, vẻ mặt khó xử, Chu Điện Chủ cảm thấy ngực sôi trào, muốn phun ra một ngụm máu tươi. Tại hạ trưởng Pháp Điện Chủ, Diêm Thanh Hải, có ai cùng ta chiến một trận không? Thấy binh khí Điện Chủ thất bại, lại một lão giả đi lên trước. Trưởng Pháp. Lưu Dương cau mày, sau đó gật đầu. Vẫn là ta tới. Tốt rồi, người vừa mới chiến đấu xong, nghỉ ngơi một chút, để ta đánh cho. Vương Dĩnh đi tới. Sư tỷ, hắn am hiểu là trưởng Pháp, cùng quyền Pháp có chút tiếp cận, người am hiểu thối công, để ta đánh đi. Không nghĩ tới Vương Dĩnh tranh đoạt, Lưu Dương lắc đầu. Ta vừa cùng lão sư học được một chiêu trưởng Pháp, còn chưa bao giờ thí nghiệm qua,
không biết uy lực, muốn thử một chút. Vương Dĩnh nói, chiều đó lão sư cũng truyền ta cũng muốn thử xem. Lưu Dương nói, tốt rồi, sao không có phong độ như vậy, ngươi vừa đánh một trận, không nên nghỉ ngơi sao, một lát nữa còn có người khiêu chiến, thua làm sao bây giờ. Vương Dĩnh nhíu mày, vừa rồi đánh một trận, ngươi cũng không phải không thấy được, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Chân khí của ta một phần ngàn cũng không có dùng, hai cái hô hấp liền khôi phục, căn bản không cần nghỉ ngơi. Lưu Dương nói, Chu Điện Chủ, Diêm Điện Chủ, người danh sư đường, con mẹ nó, có thể tôn trọng đối thủ một chút không? Chúng ta còn sống, chưa có chết à? Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là cường giả cao cấp nhất của chiến sư đường, miệt thị như vậy, có để chúng ta vào mắt hay không? Coi như không để vào mắt cũng cho cái mặt mũi à. Ngươi là sư tỷ, ngươi nói tính. Tranh chấp nửa ngày, cuối cùng Vương Dĩnh lấy thân phận sư tỷ, đã nhận được cơ hội xuất thủ. Bắt đầu đi. Vẻ mặt hưng phấn, Vương Dĩnh đi tới trước mặt trưởng pháp điện Diêm Thanh Hải điện chủ. Ta vừa học được trưởng pháp này không lâu, chưa bao giờ cùng người đối chiến qua, không biết uy lực, kính xin hạ thủ lưu tình. Hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm. Diêm Thanh Hải đã sớm nghẹn sắp nổ tung, thấy nàng tiến lên, còn nói ra lời này, tức giận gào thét một tiếng, không có lưu lại chút thể diện, trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu cường đại nhất. Oanh long long, bàn tay còn chưa tới trước mặt, khí lực liền áp không khí phát sinh bạo tạc nổ tung, tựa như nồi chảo sôi trào. Võ kỹ thánh cấp, Xích Long Trưởng. Truyền thuyết, Xích Long sinh sống ở trong dung nham, vô cùng nóng, Xích Long Trưởng ẩn chứa thuần dương công pháp. Thi triển ra, sắt thép cũng có thể hòa tan. Diêm Thanh Hải bằng vào chiêu này sở hướng bế nghế, ở chiến sư đường cũng được cho bài danh phía trên. Vù vù, thấy hắn công kích, Vương Dĩnh đang muốn theo thói quen trốn tránh, suy nghĩ một chút, lần này cần so đấu trưởng pháp nên ngừng lại, cắn răng một cái, thi triển ra trưởng pháp mà lão sư truyền thụ. Đại Bi Thiên Ma Trưởng. Chiêu này nghe nói lão sư cũng vừa học tập không lâu, chưa bao giờ dùng để chiến đấu. Bất quá, cảm giác uy lực không tệ. Hai tay giao kích. Vèo. A. À. Một tiếng kêu thảm, Diêm Thanh Hải bay ngược ra ngoài, người ở trên không trung, tu vi áp chế liên tiếp khôi phục, lúc này mới ngừng lại được, sắc mặt trắng bệch. Người thật mới học trưởng pháp, còn không có cùng người đối chiến qua. Diêm Thanh Hải ngực nghẹn đau nhức. Đúng vậy, trên đường tới, lão sư nói, hắn vừa học được một bộ trưởng pháp, cũng không tệ lắm, để cho chúng ta luyện một chút. Ta học thoáng cái, bất quá, cảm thấy tu luyện thật phiền toái, còn cần chuẩn bị cảm xúc, tổng cộng chỉ luyện mấy lần, cảm thấy không có ý nghĩa, liền không có thi triển qua. Vương Dĩnh nói, chiêu này thiếu sót rất lớn là phải chuẩn bị cảm xúc, nàng mới mười mấy tuổi, ở đâu biết tình cảm gì, tu luyện một đoạn thời gian, đã cảm thấy không có ý nghĩa, liền không tập nữa. Không có ý nghĩa, trường pháp mạnh như vậy cũng không có ý tứ. Ngực của Diêm Thanh Hải càng đau. Dù đối phương chỉ dùng một chiêu, nhưng uy lực của trưởng pháp này, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, vượt qua hết thảy tuyệt chiêu mình học. Uy lực như thế, nữ hài trước mắt này, lại còn nói tu luyện thật phiền toái. Không có ý nghĩa. Chiêu này, người có thể dạy ta không? Thật sự nhìn không được, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đương nhiên có thể, lão sư của chúng ta tha thứ rộng lượng, chiêu số của hắn cũng không giấu giếm, muốn học mà nói, hiện tại ta có thể truyền thụ. Vương Dĩnh cười cười. Từ khi nàng tu luyện đến nay, còn không có tập chiêu số phiền toái như vậy, lại phải thích góp tinh thần, lại muốn đưa vào cảm xúc. Quá rườm rà rồi. Chương 2070, hình đường chủ hỏng mất hai. Ở nàng xem ra, hẳn là tuyệt chiêu không coi vào đâu, nếu như đối phương muốn học, truyền thụ cũng không có gì. Có thể truyền thụ. Sắc mặt Diêm Thanh Hải trắng nhợt, sau đó thần sắc ngưng trọng. Từ giờ trở đi, ta gia nhập Huyền Huyền hội, ai dám khuyên ta rời đi, ta dốc sức liều mạng với hắn. Hình đường chủ. Điện chủ khác. Tại hạ thối công điện Ngô điện chủ, nguyện ý cùng các ngươi so đấu. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi, một lão giả đi lên trước, bất quá, lời còn chưa nói hết chỉ thấy đường chủ đi tới. Tốt rồi, đánh đánh giết giết sẽ tổn thương hòa khí, hai vị tiểu hữu này, cũng tiêu hao rất lớn, ta xem hôm nay coi như thôi đi. Đường chủ. Thấy đường chủ ngăn trở, Ngô điện chủ tràn đầy sốt ruột. Không phải là tới đây tìm phiền toái sao? Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Khục khục, tốt rồi, Ngô điện chủ,
hôm nay cứ như vậy được rồi, dù sao người của Huyền Huyền hội cũng không đi, về sau chúng ta có thể chậm rãi trao đổi. Hình đường chủ nói, Không Đình chỉ trao đổi, hắn sợ hết thảy điện chủ bên bọn họ, tất cả đều biến thành người Huyền Huyền hội, thật muốn như vậy, liền xấu hổ chết người ta rồi. Được rồi, Ngô điện chủ cũng kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Vừa rồi hai thiếu niên này thi triển công pháp chiêu số, làm lòng người kinh sợ, hắn có chút muốn học. Bất quá nhìn bộ dạng của đường chủ, hôm nay lại đến mấy cái điện chủ đi học, đoán chừng nhất định sẽ nổi điên, không được, không sao cả, đợi buổi tối vụng trộm tới a. Hai vị tiểu hữu, không biết Trương viện trưởng của các ngươi, bây giờ đang ở nơi nào? Ngăn cản các điện chủ dục dịch, muốn tiếp tục tỉ thí, hình đường chủ cười nhìn tới. Lão sư mới vừa buổi sáng liền đi ra ngoài, bây giờ còn không trở về. Vương Dĩnh trả lời. Đi ra. Hình đường chủ nhẹ gật đầu. Như vậy đi, chờ lão sư của các ngươi trở về, chúng ta lại thương nghị sự tình trao đổi. Vâng. Vương Dĩnh gật đầu. Chúng ta đi trước. Nói xong, hình đường chủ cũng không dừng lại, mang theo mấy vị điện chủ còn dư lại vội vã rời đi. Một đường bay nhanh, không lâu sau lần nữa bay trở về đại điện nghị sự. Toàn bộ ngồi vào chỗ của mình, tất cả đều trầm mặc. Lần này đi tới, không chỉ không có kéo đệ tử về, lại tổn thất hai vị điện chủ. Thập đại điện chủ, chỉ còn lại 6 cái, xem ra còn có mấy người dục dịch, tùy thời muốn phải rời. Còn muốn tới trao đổi, dùng phong độ cùng thực lực của chiến sư đường, hấp dẫn thiên tài. Kết quả, còn chưa có hấp dẫn, người ta trước tiên hấp dẫn bọn hắn. Hình đường chủ càng nghĩ càng cảm thấy hỏng mất. Chuyện ngày hôm nay, mọi người thấy thế nào? Buồn bực nửa ngày, nhịn không được nhìn quanh một vòng. Cái này, Huyền Huyền hội, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, thiếu niên kia hẳn là thân truyền của Trương viện trưởng, quyền pháp thật lợi hại. Đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến, đồng cấp bậc dùng quyền pháp đánh bại Trần điện chủ. Thương pháp cũng lợi hại, Chu điện chủ lại có thể không phải là đối thủ. Nói thật, ta cho rằng tinh diệu nhất chính là trưởng pháp, một chiêu đánh ra, tựa như thương khung, bao phủ khắp nơi, làm cho người ta cảm giác hãm sâu trong đó, không cách nào trốn tránh. Mấy vị đường chủ đều nghị luận. Khục khục, che ngực, hình đường chủ càng thêm lo lắng. Còn tưởng rằng có thể đưa ra đề nghị đúng trọng tâm gì, nghĩ biện pháp cải biến tình huống trước mắt, kết quả. Từng cái mặt sùng bái, hai mắt tỏa ánh sáng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ cảm thấy chiến sư đường chúng ta truyền thừa không bằng một học viện nho nhỏ? Tốt rồi, mọi người trước tản đi. Biết rõ mấy vị điện chủ còn thừa lại đều bị quyền pháp, thân pháp, thương pháp, trường pháp của Huyền Huyền hội trấn nhiếp, trong thời gian ngắn khẳng định nghĩ không ra biện pháp tốt, hình đường chủ khoát tay áo. Vâng, chư vị điện chủ đồng thời khom người lui ra ngoài. Gian phòng rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại có hắn cùng một lão giả. Tâm điện điện chủ thần bí nhất trong chiến sư thập điện, Lưu Bất Tận. Ngươi thấy thế nào? Hình đường chủ hỏi. Bẩm đường chủ, chuyện này có lợi có tệ, kỳ thật ta cho rằng, đối với chiến sư đường chúng ta mà nói, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Lưu điện chủ nói. Chuyện tốt? Hình đường chủ nhìn qua. Sao hắn không nhìn ra chút nào a? Không thể phủ nhận, Huyền Huyền hội lý giải chiến đấu, hoàn toàn chính xác đáng sợ, khiến người động tâm. Nhưng nếu như có thể nhét vào chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc chúng ta chẳng phải lập tức thực lực tăng nhiều. Vượt qua chiến sư đường của phong hào đế quốc khác, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lưu điện chủ nói, cái này, ta cũng biết, nhưng nhìn bộ dạng của Huyền Huyền hội, làm sao có thể gia nhập chiến sư đường chúng ta? Hình đường chủ lắc đầu. Kỳ thật rất đơn giản, tuy Huyền Huyền hội đồng lòng, nhưng mà ta cũng xem ra, bọn hắn chỉ chung với Trương Huyền viện trưởng. Nếu như có thể để Trương Huyền gia nhập chiến sư đường chúng ta, những người này tự nhiên sẽ theo. Lưu điện chủ cười nói. Cái này, hình đường chủ dừng lại. Đối phương nói không sai, nếu như có thể để Trương Huyền gia nhập chiến sư đường, Huyền Huyền hội không chỉ không là vấn đề, còn là một trợ lực lớn. Chỉ là, cái này chỉ sợ rất khó. Bây giờ viện trưởng là nửa bước xuất khiếu cảnh, nguyên thần cường đại. Nếu như có thể tìm một vị khải linh sư cao minh bồi dưỡng nguyên thần, để nó càng thêm mượt mà, một khi luyện thành bí pháp của tâm điện, coi như đè thấp tu vi, đồng cấp bậc cũng không ai có thể chiến thắng. Đến lúc đó tìm Trương viện trưởng thi đấu, lấy ra nhập chiến sư đường làm đổ ước. Hắc hắc, không sợ hắn không đồng ý. Ánh mắt của Lưu điện chủ lóe lên.
Chương 2071, Tàng Hư 1. Bí pháp cao nhất của tâm điện, là tổ sư khai phái của Thanh Nguyên chiến sư Đường lưu lại, các thời kỳ đường chủ, có thể thông qua khảo hạch, trăm không có một, rất khó thành công. Hình đường chủ nhăn mày lại. Đối phương nói không sai, một khi tu thành bí pháp kia của tâm điện, đồng cấp bậc không có địch thủ, coi như những người kia của Huyền Huyền hội nghịch thiên như thế, khẳng định cũng không thể chiến thắng. Tâm điện, cung điện thần bí nhất của chiến sư Đường, lấy luyện tâm làm chủ, trong đó ẩn chứa tâm ma đáng sợ, nếu như có thể thông qua khảo hạch, đạt được tổ sư lưu lại truyền thừa cao nhất, đồng cấp bậc hầu như không người có thể thắng. Biện pháp này, lúc trước hắn cũng cân nhắc qua, chỉ là khảo hạch quá khó khăn, các thời kỳ đường chủ, có thể thành công, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, coi như là hắn thực lực mạnh mẽ, thiên phú vô song, cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Ta biết rất khó, nhưng không có những biện pháp khác. Nhìn bộ dạng của các điện chủ khác, 89 phần 10 đều gia nhập Huyền Huyền hội kia, đến lúc đó, Thanh Nguyên chiến sư Đường, chỉ sợ sẽ trở thành chê cười trong miệng hết thảy mọi người. Liêu điện chủ cười khổ. Hắn cũng biết cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng trước mắt loại cục diện này, đã bước đến đường cùng, khiến người ta không làm không được. Ai? Hình đường chủ thở dài. Nếu như tùy ý sự tình phát triển, tất cả chiến sư của Thanh Nguyên đế quốc bọn hắn trở thành thành viên của Huyền Huyền hội, chỉ là vấn đề thời gian. Bằng vào lực ảnh hưởng của hắn, trước mắt còn có thể ngăn chặn tin tức, nhưng giấy không bọc được lửa, thời gian lâu dài, một khi lên men ra ngoài. Đường đường chiến sư Đường ngay cả một tổ chức đệ tử của đế quốc nhất đẳng cũng không bằng. Còn làm sao có mặt lăn lộn xuống dưới. Còn không bị những chiến sư Đường đồng cấp bậc cười chết. Huống chi, chiến sư Đường giao lưu hội đã lửa xém lông mày. Lúc này không có khả năng xuất hiện biến cố. Đường chủ, hiện tại đã đến bên bờ nguy hiểm, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Liêu điện chủ an ủi nói. Tốt, ta thử xem. Hít sâu một hơi. Hình đường chủ nhẹ gật đầu. Cục diện của chiến sư Đường bây giờ không quá lạc quan, thông qua tâm điện khảo hạch, tuy nguy hiểm, lại sẽ không chí mạng, càng sẽ không bỏ mình, đúng là phương pháp giải quyết duy nhất. Khải Linh sư công hội Nguyễn hội trưởng, Trần phó hội trưởng đều là bằng hữu của ta có thể dẫn ngươi đi tìm các nàng, chỉ cần các nàng chịu ra tay, tất nhiên có thể để nguyên thần của ngươi càng thêm mượt mà, lực lượng càng mạnh hơn nữa, thông qua tâm ma khảo hạch, cũng sẽ không quá khó khăn. Liêu điện chủ nói. Vậy làm phiền Liêu điện chủ rồi. Hình đường chủ gật đầu. Tuy Khải Linh sư chỉ là chức nghiệp phụ trợ, nhưng đối với nguyên thần, linh hồn, hoàn toàn chính xác có trợ giúp thật lớn, có thể khiến tạp niệm của người biến mất, từ đó thời điểm đối kháng tâm ma, không đến mức đơn giản bị mê hoặc. Rất nhiều cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, lúc trùng kích xuất khiếu cảnh, đều tìm Khải Linh sư hỗ trợ, như vậy mới có thể vượt qua xuất khiếu kiếp. Căn cứ chiến sư Đường bọn hắn thống kê, cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, khả năng thông qua xuất khiếu kiếp, chỉ có 1 phần 10, mà được Khải Linh sư trợ giúp, có thể tăng lên gấp 3, đạt tới 3 phần 10. Nguyên nhân chính là như thế, chức nghiệp Khải Linh sư mới như thế nóng nảy, Thanh Nguyên đế quốc cung không đủ cầu. Thậm chí, toàn bộ đại lục, tổng bộ của Khải Linh công hội cũng có địa vị tôn sùng, lực ảnh hưởng không kém gì đại gia tộc nhất lưu. Bởi vì kèm theo tu luyện, thực lực càng mạnh, tâm ma càng nặng, chức nghiệp Khải Linh sư có thể làm cho linh hồn trở nên càng thêm óng ánh, mượt mà, riêng điều này, có thể hấp dẫn vô số thế lực tới giao hảo. Nghe nói, đã ít nhất có 6 thế lực công khai tuyên bố, tìm Khải Linh sư công hội phiền toái, chính là tìm bọn hắn phiền toái. Coi như là cường giả ở tổng bộ danh sư Đường, cũng có không ít danh sư chuyên môn phụ tu Khải Linh sư, cùng đối phương giao hảo. Nguyên nhân chính là như thế, cái chức nghiệp này dù chiến lực không mạnh, nhưng coi như là chiến sư Đường bọn hắn cũng không dám đắc tội. Đi thôi. Liêu điện chủ gật đầu, không nói thêm lời, hai người một trước một sau bay ra ngoài, thẳng tắp bay về phía Khải Linh sư công hội. Khải Linh sư công hội, Trương Huyền ngại ngùng đi theo sau lưng đám người Nguyễn hội trưởng, đi vào một đại điện rộng rãi. Không biết vị công tử này, xưng hô như thế nào. Mấy người ngồi vào chỗ của mình, Nguyễn hội trưởng nhìn qua. Từ khi Trương Huyền đi vào Khải Linh sư công hội, đến bây giờ, còn chưa nói qua tên, coi như là Hứa phó hội trưởng, cũng không rõ ràng lắm. Tại hạ Trương, đang muốn nói tên, Trương Huyền dừng lại một chút, nhẹ nhàng cười cười. Khục khục, tại hạ Tôn Cường. Công hội của người ta cũng bị chơi đùa sống, tốt nhất là đừng báo họ tên, nếu không. Tìm được danh sư học viện, hắn là viện trưởng, còn làm sao ở trước mặt đệ tử ngẩng đầu lên.
Nguyên lai là Tôn công tử. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Nguyễn hội trưởng thủy chung không nhớ ra được chiến sư đường còn có nhân vật như thế, nhịn không được nghi hoặc. Tôn công tử, hẳn không phải là người của Thanh Nguyên đế quốc danh sư đường A. Ta vừa tới Thanh Nguyên đế quốc không lâu. Trương Huyền gật đầu. A. Nguyễn hội trưởng gật đầu. Kỳ thật mời công tử tới đây, vừa rồi cũng nói, là có chuyện muốn nhờ. Người Khải Linh công hội của chúng ta muốn. Để ngươi hỗ trợ thuần phục, hoặc là, công tử trực tiếp gia nhập Khải Linh sư công hội chúng ta, trở thành một thành viên. Gia nhập công hội. Trương Huyền lắc đầu. Ta là danh sư, là không thể nào gia nhập công hội khác. Như vậy đi, ta có thể giúp các ngươi thuần phục, chỉ là. Ta không hiểu nhiều, phải nên làm như thế nào. Khí Linh công hội, chỉ là ngoài ý muốn. Chương 2072, Tàng hư 2. Hắn nào biết đâu cây cột kia là sống lưng của công hội, chỉ cần thuần phục, toàn bộ công hội. Sống. Kỳ thật cũng không khó, cần tôn sư hỗ trợ, dẫn xuất linh tính của công hội tới, cùng ta ký kết khế ước là được. Nghe được vị trước mắt này không gia nhập Khải Linh sư công hội, Nguyễn hội trưởng lắc đầu. Nói thật, vị trước mắt này, có thể ở dưới tình huống không ai chỉ điểm, chỉ bằng vào đọc sách, liền Khải Linh toàn bộ công hội thành công, thiên phú Khải Linh sư có thể nói khoáng tuyệt cổ kim. Đáng tiếc, đối phương là danh sư. Hơn nữa còn là nam nhi, nếu không nhất định sẽ dẫn tiến cho tổng bộ. Khải Linh sư công hội, tuy cũng có nam tử, nhưng số lượng cực ít, toàn bộ truyền thừa, thậm chí tổ sư khai phái đều là nữ tử, nam tử coi như thiên phú không kém, cũng sẽ không trở thành cao tầng chính thức. Tốt! Trương Huyền nhẹ gật đầu. Cái này đơn giản. Giống như đối phương nói, cái kiến trúc này bởi vì là hắn Khải Linh thành công. Đối với hắn có lòng trung thành rất mạnh, chỉ cần hắn nguyện ý, để linh tính ký kết khế ước cũng không khó lắm. Vậy làm phiền tôn sư rồi. Thương nghị xong, Nguyễn hội trưởng cười cười, bàn tay chiêu chiêu. Chúng ta đi ra ngoài đi, ký kết khế ước, cần cùng đối phương nhìn thẳng, trong này khẳng định là không được. Ký kết khế ước, cần linh tính ly thể, bây giờ bọn hắn đang ở trong bụng công hội, tự nhiên không quá phù hợp. Bốn người lần nữa bay ra gian phòng. Lơ lửng trên không trung. Trương Huyền nhìn về phía kiến trúc trước mắt. Kích hoạt linh tính, gia hỏa này lộn xộn, đường đi nguyên bản chỉnh tề xuất hiện vết rách to lớn, bình dân bốn phía sớm đã trốn không thấy một ai, chỉ để lại hơn 10 tu luyện giả thực lực không kém, lơ lửng ở trên không trung, nhìn qua bên này. Tựa hồ cũng vô cùng ngạc nhiên, công hội khổng lồ như vậy, như thế nào đột nhiên, sống. Hiện tại ta câu thông linh tính thử xem. Thấy mấy vị hội trưởng đi theo sau lưng, Trương Huyền cười lúng túng, ngẩng đầu nhìn kiến trúc trước mắt, tập trung tinh thần, mượn nhờ thủ đoạn của Khải Linh sư, cùng linh tính tiến hành câu thông. Dầm ào ào. Tựa hồ nghe được hắn câu thông, kiến trúc lắc lư, lần nữa ngẩng đầu lên. Ân. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tới thương nghị, để đối phương cùng vị Nguyễn hội trưởng trước mắt này ký kết khế ước. Hắn bên này câu thông linh tính kiến trúc, địa phương cách công hội không xa. Một lão giả sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Trương Huyền ở trên không trung, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Ngươi nói chính là người này đã thương ngươi. Bên cạnh hắn cũng là lão giả, râu cá chê, lông mi dựng thẳng, chỗ mi tâm có một vết sẹo màu đỏ tươi, tựa như một ánh mắt. Chính là hắn, ngươi nhất định phải giết hắn, bầm thây vạn đoạn, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Sắc mặt lão giả trắng bệch, cắn chặt hàm răng. Đúng là một trong tế bắc song hùng lạc địa hùng đạo khấu. Gia hỏa này bị Trương Huyền một quyền đánh trọng thương, sau khi tỉnh lại, càng nghĩ càng giận, tìm vị lão giả bên người tới. Đúng là một vị khác của tế bắc song hùng, Kình Thiên Hùng Tàng Nhu. Tàng hư là thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không ở tế bắc được hưởng đại danh. Yên tâm đi, dám xuất thủ với ngươi, bất kể là ai, ta cũng sẽ khiến hắn hồn phi phách tán. Chết không có chỗ chôn. Tàng hư hừ lạnh một tiếng, nhíu mày. Bất quá, vừa rồi ngươi cũng đã điều tra, gia hỏa này vô cùng có khả năng là danh sư, một thánh vực nhất trọng nho nhỏ không coi vào đâu, nhưng chém giết một vị danh sư, chỉ sợ chúng ta ngay cả Thanh Nguyên đế đô cũng ra không được, cũng đã bị danh sư đường mạt sát. Danh sư không thể nhục. Đừng nói đối phương là lục tinh, coi như là tứ tinh, xảy ra vấn đề, cũng chỉ có danh sư đường mới có thể xử lý. Bọn hắn có thể đi báo cáo, nhưng thực có can đảm động thủ. Đồng dạng sẽ phải chịu chế tài. Danh sư đường xuất thủ, đừng nói bọn hắn, chỉ sợ ở trên đại lục này,
còn không người có thể tránh né được. Danh sư thì như thế nào, chỉ cần ngươi thi triển bí pháp, lặng lẽ động thủ, coi như là danh sư đường cũng không tra được. Đạo Khấu nghiến răng. Danh sư đường thật muốn điều tra khẳng định có thể tra ra, bất quá. Một tiểu gia hỏa thánh vực nhất trọng, hẳn là còn không đến mức để cho bọn họ tiêu phí giá lớn như thế. Tàng Hư hừ lạnh. Nếu giết người, mặc kệ che giấu sâu bao nhiêu, chỉ cần danh sư đường muốn điều tra, tất nhiên có thể tra ra, chỉ bất quá, tiêu phí giá cả liền quá lớn. Gia hỏa này, mặc dù đánh lén, nhưng có thể một quyền kích thương Đạo Khấu, địa vị hẳn không thấp, nhưng khoảng cách tiêu phí giá cả cực lớn dò xét, còn xa xa chưa đủ. Bí pháp này của ta ngươi cũng biết, là nhận được một vị tiền bối chỉ điểm, mới có thể thành công, thời điểm thi triển, cần tuyệt đối yên tĩnh, không thể có bất kỳ quấy rầy. Một lát nữa, thay ta thủ hộ, ta nghĩ biện pháp câu hồn phách hắn qua. Tàng Hư nói tiếp, bí pháp của hắn, thuộc về phương diện linh hồn, ở một chỗ di tích đạt được, có thể chém giết người trong vô hình, khó lòng phòng bị. Nguyên nhân chính là như thế, hai người bọn họ mới có thể xưng bá Tây Bắc, không người dám gây. Yên tâm đi. Đạo Khấu gật đầu. Ân. Nhẹ gật đầu, Tàng Hư ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Bí pháp chỉ có phạm vi 300 mét, tới gần một ít, tìm một chỗ kín đáo thi triển. Chương 2073, đánh công hội 1. Bí pháp đáng sợ nhưng cũng có hạn chế, trong phạm vi 300 thước thi triển hiệu quả tốt nhất, uy lực cũng lớn nhất. Hai người đều là cao thủ nguyên thần cảnh, tận lực giảm thấp xuống khí tức, thời gian nháy con mắt, liền đi tới một góc nhỏ cách công hội không xa. Tại đây đi. Đo đạc vị trí thoáng cái, vừa vặn chừng 300 thước, Tàng Hư nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền ở trên không trung, ánh mắt nheo lại. Tốt. Đạo Khấu nhẹ gật đầu, cảnh giác nhìn bốn phía. Thời điểm thi triển bí pháp này, phòng ngự của Tàng Hư cực kỳ bạc nhược yếu kém, không thể di động, cần phải có người bảo hộ. Tàng Hư khoanh chân ngồi dưới đất, hai hàng lông mày dương lên, toàn thân chân khí chấn động sôi trào, vết sẹo tựa như máu tươi thẩm thấu, dữ tợn đáng sợ. Xì xì xì. Một đạo khí tức sát lục quỷ dị từ mi tâm xông ra, sau đó tựa như nguyên thần, hiển hiện ở trên đỉnh đầu, như tạo thành một tế đàn nho nhỏ. Cái tế đàn này tạo hình quỷ dị, nếu như Trương Huyền ở đây, có thể lập tức nhận ra, cùng lúc trước ở trong tay đám người Hồng Diệp Vương là giống như đúc, chỉ là thể tích nhỏ hơn rất nhiều. Chứng kiến tế đàn xuất hiện, Đạo Khấu nhẹ nhàng thở ra. Cái bí pháp này của huynh trưởng mình, trên thực tế là mượn nhờ nguyên thần câu hồn phách của đối phương tới đây, chỉ cần thành công, đối phương sẽ thần không biết quỷ không hay tử vong, vô cùng ác độc, coi như là danh sư thất tinh, cũng khó có thể phát hiện. Ô, ô, ân. Kèm theo Tàng Hư vận chuyển công pháp, trên tế đàn hào quang lập lòe, một bóng người xuất hiện ở phía trên, tiến hành đủ loại động tác quỷ dị, triệu hoán Trương Huyền đang ở trên bầu trời. Tựa như nói mê, tế đàn tản mát ra hào quang ung dung, lan tràn lên phía trên, chậm rãi bao phủ Trương Huyền ở trên không trung. Bắt được, cảm nhận được gợn sóng, bao đối phương lại, Tàng Hư tràn đầy hưng phấn, vội vàng vận dụng nguyên thần, lôi kéo hồn phách của Trương Huyền tới tế đàn. Thật nặng, kéo một phát, lập tức cảm nhận được không đúng, linh hồn của đối phương tựa như núi lớn, vô luận dùng sức như thế nào, cũng không có nửa phần di động. Tựa như khiến càng lay cây. Xảy ra chuyện gì vậy? Tàng Hư nghi hoặc, lấy thực lực nguyên thần cảnh đỉnh phong của hắn, coi như là đánh lén cường giả cùng cấp bậc, cũng có thể nhẹ nhõm lôi kéo linh hồn tới, trước mắt chỉ là thánh vực nhất trọng, làm sao sẽ nặng như vậy? Ta không tin kéo không được. Ánh mắt nheo lại, trong lòng quát lạnh, lần nữa tăng lớn lực lượng. Bên này dùng hết toàn lực, Trương Huyền ở trên không trung đang cùng linh tính của Khải Linh Sư Công Hội câu thông. Ngoan, nghe lời. Cùng các nàng ký kết khế ước. Trương Huyền chuyển ý nghĩ của mình tới. Rầm rầm. Nghe được ý nghĩ này, linh tính của Khải Linh Sư Công Hội dồn dập chấn động, tựa hồ có chút cự tuyệt. Nó là người trước mắt này Khải Linh, tự nhiên muốn thần phục hắn, thần phục người khác, nó cực kỳ không vui. Hả? Đang muốn tiếp tục khuyên bảo, Trương Huyền cảm thấy linh hồn run lên, tựa hồ có con muỗi đốt, lại giống như có cái gì lôi kéo, tinh thần khẽ động, mãnh liệt kéo một cái. Còn chưa kịp nhìn kỹ, liền chứng kiến công hội trước mắt có chút không vui nhảy dựng lên. Phốc! Công hội nhảy dựng, ở trên mặt đất di động vài trăm thước, đạp phá một sạp hàng phía dưới, ngay sau đó tiếng kêu thảm như giết heo truyền ra. Huynh trưởng! Nghe tiếng la có chút quen thuộc, Trương Huyền cúi đầu nhìn, chỉ thấy Đạo Khấu lúc trước bị một quyền của mình đánh bay,
giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt, la lên, mà ở phía trước hắn, một lão giả nằm dạp trên mặt đất bị thân thể to lớn của công hội cứng rắn đạp thành bánh thịt. Thời điểm Tàng Hư công kích Trương Huyền, thân thể không có cách nào di động, sao có thể nghĩ đến, công hội lớn như vậy có thể nhảy vui sướng như thế, còn không có kịp phản ứng, đã bị giết chết. Kình Thiên Hùng Tàng Hư tung hoành Tế Bắc, giết người vô số, cuối cùng vậy mà chết ở trong tay một cái phòng ốc. Cuối cùng cũng giết chết người. Khóe miệng của Trương Huyền co lại. Lúc trước cảm thấy công hội lớn như vậy chạy loạn, nhất định sẽ làm bị thương người, làm bị thương hoa hoa cỏ cỏ, không nghĩ tới thực giết chết người rồi. Lại chẳng quan tâm ký khế ước, nhoáng một cái bay xuống, nhìn về phía đạo khấu đang khóc giống, vẻ mặt tràn đầy áy náy. Vừa đánh người ta một trận, hiện tại công hội bị mình làm thức tỉnh, lại đạp huynh trưởng của người ta thành bánh thịt. Gia hỏa này thật sự quá xui xẻo. Chương 2074, đánh công hội 2. Bớt đau buồn đi, ta sẽ giáo huấn công hội này. Trương Huyền an ủi. Ta muốn ngươi chết. Nghe được hắn an ủi, đạo khấu càng thêm tức giận, hai mắt đỏ ngầu, gào thét một tiếng, thẳng tắp lao đến. Gia hỏa này đánh hắn trọng thương, lại hại chết huynh trưởng của hắn, không giết không đủ để hả giận. Ầm ầm. Còn chưa tới trước mặt Trương Huyền, chợt nghe tiếng gió kịch liệt, ngay sau đó một quái vật khổng lồ đen kịt ầm ầm nện xuống. Ba chít chít. Đạo khấu bị công hội hung hăng dẫm ở phía dưới, giống như Tàng Hư, trực tiếp bẹp xuống, như cái bánh rán. Ngươi! Lông mày nhíu lại, Trương Huyền thiếu chút nữa tức chết. Phòng ở, ngươi hơi quá đáng a. Lại có thể ở trước mặt mình, năm lần bảy lượt giết người, quả thực tội không thể thứ cho. Thân thể nhoáng một cái đi vào không trung, bàn tay giơ lên đánh ra. Ầm ầm, chân khí hùng hậu ở trên không trung tạo thành một trường ấn thật lớn, thẳng tắp rơi xuống. Công hội thấy hắn tức giận, tràn đầy ủy khuất đứng ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Vù vù, hình đường chủ cùng Liêu Điện Chủ bay tới Khải Linh Sư công hội. Vừa phi hành, Liêu Điện Chủ vừa tiến hành đưa tin. Nguyễn hội trưởng nói nàng bây giờ đang ở công hội, bất quá. Giống như bề bộn nhiều việc, không nhất định có thời gian giúp đỡ đường chủ Khải Linh. Chứng kiến nội dung truyền đến, Liêu Điện Chủ nhướng mày. Chiến sư đường đường chủ đến viếng thăm, tự nhiên phải sớm truyền tin, không phải vậy sẽ đi không một chuyến, trên gương mặt hắn cũng khó nhìn. Bề bộn nhiều việc, hình đường chủ nhướng mày. Ngươi nói với nàng, chỉ cần nàng xuất thủ, ta nguyện ý trả bất luận cái giá gì. Sự tình Huyền Huyền hội lửa xém lông mày, nhất định phải mau mau giải quyết, nếu không chiến sư đường bọn hắn thanh danh quét rác, thời điểm này đối phương tốt nhất có thể hỗ trợ, tiêu phí lớn hơn nữa cũng sẽ không tiếc. Tốt. Ngón tay tiếp tục điểm lên ngọc bài đưa tin, một lát sau, lông mi của Liêu Điện Chủ nhảy dựng. Nàng nói, nàng thật rất bận, hôm nay khẳng định không rảnh. Vậy hai vị phó hội trưởng khác đâu? Hình đường chủ nói, hai vị phó hội trưởng khác cũng cùng nàng ở chung một chỗ. Liêu Điện Chủ hỏi xong, quay đầu nhìn qua. Cùng nàng chung một chỗ, đến cùng vội vàng chuyện gì? Nếu như là sự tình khác, nói chiến sư đường chúng ta, nguyện ý thay các nàng giải quyết. Chỉ cầu nàng ra tay giúp ta ôn nhuận nguyên thần. Hình đường chủ hất lên ống tay áo. Tốt, ta hỏi một chút. Biết rõ sự tình nặng nhẹ, Liêu Điện Chủ nhẹ gật đầu, tiếp tục đưa tin tới, một lát sau ngọc bài trong lòng bàn tay lóe lên hào quang. Nhìn rõ ràng tin tức phía trên, thân thể Liêu Điện Chủ cứng đờ, thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Làm sao vậy? Hình đường chủ nhíu mày. Các nàng nói. Liêu Điện Chủ có chút cà lăm. Đang xem người khác, đánh công hội. Chương 2075, Đại Phiền Toái 1. Hình đường chủ sững sờ ở tại chỗ, có chút không nghe rõ. Đánh cái gì? Công hội. Cúi đầu nhìn thoáng qua, Liêu Điện Chủ lần nữa xác nhận nội dung trên ngọc bài, mở miệng nói. Công hội gì? Hình đường chủ trợn tròn mắt. Nguyễn hội trưởng đắc tội công hội khác sao? Không phải. Là nhìn người khác đánh công hội của các nàng. Giống như Khải Linh Sư công hội, toàn bộ bị người Khải Linh thành công, sống lại. Liêu Điện Chủ nói, bị người Khải Linh, con mắt của hình đường chủ trợn tròn. Tuy không phải Khải Linh Sư, nhưng cũng biết công hội là tử vật, hơn nữa thể tích lớn như vậy, độ khó Khải Linh lớn hơn binh khí vô số lần, cái đồ chơi này cũng có thể Khải Linh thành công. Rút cuộc là vị Khải Linh Sư nào nghịch thiên như vậy? Nghe nói là một vị Khải Linh Sư từ nơi khác tới, gọi là Tôn Cường.
Lưu điện chủ nói tiếp. Tôn Cường. Hình đường chủ lắc đầu. Đối với Khải Linh Sư biết rõ không nhiều lắm, cái tên này, càng là mới nghe lần đầu. Đúng rồi, vị Tôn Cường này ngay cả loại tử vật như công hội cũng có thể khải linh thành công, nếu như giúp ta củng cố nguyên thần, có thể hiệu quả càng lớn hay không? Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hình đường chủ nói. Không sai. Lưu điện chủ vội vàng gật đầu. Thực lực đám người Nguyễn hội trưởng, hắn biết rõ, tuyệt đối làm không được khải linh công hội lớn như vậy, nếu như Tôn Cường này có thể làm được, nói rõ ở trên chức nghiệp khải linh, dĩ nhiên vượt qua các nàng. Nếu có thể mời hắn xuất thủ, đường chủ có lẽ thật có thể thông qua khảo hạch, đạt được truyền thừa, hóa giải tình thế nguy hiểm lần này. Đi tới nhìn xem. Tràn đầy kích động, hai người không hề ngừng, tăng thêm tốc độ. Không lâu sau, quả nhiên thấy kiến trúc cao lớn của Khải Linh Sư Công Hội ở cách đó không xa, một thanh niên lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào đối phương, lớn tiếng quát lớn. Mà người phía trước, thì tràn đầy ủy khuất sụt cổ, thỉnh thoảng dùng đầu lâu cực lớn cọ cọ góc áo đối phương. Cái này, tuy nghe nói tin tức Khải Linh Sư Công Hội bị người khải linh, nhưng tận mắt thấy, như trước cảm thấy tràn đầy rung động. Kiến trúc lớn như vậy, liên tục uốn éo người, mặt ngoài bôi lên vôi, hạt cát, bị đánh rớt xuống từng tầng một, bụi đất tung bay, làm cho người kinh hãi. Mấu chốt nhất là, đồ vật lớn như vậy, lại sợ hãi một thanh niên, đủ loại lấy lòng, hơn nữa lộ ra ủy khuất. Hình đường chủ, Lưu điện chủ đều cảm thấy thế giới quan của mình sụp xuống. Nguyễn hội trưởng, Trần phó hội trưởng, Hứa phó hội trưởng. Đi vào trước mặt, Lưu điện chủ giới thiệu. Đây là hình đường chủ của chiến sư đường chúng ta. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ba vị cường giả Khải Linh Sư Công Hội vội vàng khom người. Cùng thuộc một thành, nhưng vẫn không tới đây bái kiến, hình mỗ hổ thẹn. Khách sáo vài câu, hình đường chủ nhìn về phía trước. Vị tôn cường Khải Linh Sư này, giống như chưa bao giờ thấy qua. Hắn vừa tới Thanh Nguyên Thành, Khải Linh chi thuật khiến chúng ta nhìn lên, nếu đường chủ quả thật muốn linh hồn tinh khiết, tu vi tiến bộ nhanh, tìm hắn Khải Linh, tất nhiên có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Nguyễn hội trưởng nói, vị chiến sư đường chủ trước mắt này, thực lực quá mạnh mẽ, để nàng Khải Linh, thật là có áp lực rất lớn. Chỉ sợ còn phải làm phiền hội trưởng giới thiệu. Hình đường chủ vội vàng gật đầu. Ta cùng hắn cũng chỉ mới quen, nếu như đối phương không muốn. Vậy cũng không có biện pháp. Nguyễn hội trưởng đáp một tiếng. Đúng rồi, Nguyễn hội trưởng, còn không có hỏi, vị tôn cường Khải Linh Sư này, tại sao lại đánh công hội? Lưu điện chủ hỏi. Chuyện này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như Khải Linh thành công, tại sao phải giáo huấn đối phương? Khải Linh Sư công hội vừa được Khải Linh, còn không có năng lực phán đoán, vừa rồi trực tiếp đạp chết hai người, lúc này mới làm hắn giận dữ. Nguyễn hội trưởng cười khổ. Giết chết người. Lưu điện chủ cùng hình đường chủ đồng thời sững sờ. Đúng vậy, Tế Bắc Song Hùng Tàng Hư cùng Đạo Khấu, đều bị giết chết ngay tại chỗ. Nguyễn hội trưởng nói kỹ càng chuyện vừa rồi một lần. Tế Bắc Song Hùng tiếng xấu lan xa, giết người vô số, không nghĩ tới lại chết ở nơi đây. Nghe xong, hai vị chiến sư đồng thời sửng sốt, cười khổ một hồi. Tế Bắc Song Hùng danh khí không nhỏ, nếu không phải thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa giấu ở trong ao đầm, khẳng định sớm đã bị người chém giết, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Lần trước hoàng thất của Thanh Nguyên đế quốc phái người đi vây quét qua một lần, kết quả vẫn để cho đối phương đào thoát, cuối cùng không giải quyết được gì. Không nghĩ tới bọn hắn lại dám tới Thanh Nguyên thành, cuối cùng. Lại bị một cái phòng ở cứng rắn giết chết, thực là báo ứng khó chịu. Mấy người đang cảm khái, chợt nghe thanh niên phía trước quát lớn. Tốt rồi. Đừng ở chỗ này giả ủy khuất, cùng Nguyễn hội trưởng ký kết khế ước đi. Trương Huyền tràn đầy phẫn nộ. Cây nhỏ không uốn không thẳng tắp, người không sửa không thể thành tài. Rút cuộc là vừa khải linh, trí tuệ quá thấp, không hảo hảo quản giáo, chẳng phải giết người khắp nơi. Hắn luôn không thích gây chuyện, làm việc ổn trọng, làm sao lại làm ra sự tình như thế. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Thấy hắn tức giận, công hội không dám phản kháng. Tràn đầy ủy khuất vươn cái cổ ra, đi vào trước mặt Nguyễn hội trưởng. Rất nhanh, ký kết khế ước. Đa tạ tôn sư. Thuần phục công hội, Nguyễn hội trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thanh niên trước mắt ôm quyền. Không cần khách khí. Trương Huyền vội khoát khoát tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2075.